Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái cuộc sống của chúng ta cũng như trong đời sống sinh tồn của tất cả nhân loại và con người chúng ta, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu biết, và trong cái sự hiểu biết đó thì chúng ta cần phải học và hiểu, và đến một bước nào thì chúng ta sẽ phát minh ra những cái điều kỳ diệu của cuộc sống. Và nói sống tức là chúng ta cũng nhớ đến là sống và chết, tức là hai trạng thái của sự tồn tại trên cái mặt đất này. Nhưng mà trong cái sống thì nó cũng đa hình đa dạng, chúng ta khó mà biết cho nó tận cùng được. Nhưng mà nếu chúng ta có cái tâm học thì chúng ta lần lượt chúng ta cũng sẽ học được. Bởi vì trong cái sống, trong cái sự hiểu biết thì chúng ta phải học những cái bộ luận, ví dụ như vi diệu pháp Abhidhamma hoặc là tất cả các sách về duy thức học, thì chúng ta sẽ biết tất cả sự cấu trúc về cái sự sống khi mà chúng ta bắt đầu đi đầu thai cho đến khi mà chúng ta chết. Còn ngược lại với sự sống là cái chết. Cái chết thì thực sự chúng ta khó mà học được với một người đương thời. Nếu người đó không phải là một vị A-la-hán thì chúng ta phải cần học trong những bộ kinh luận do Phật nói, hay là do các cái vị thầy, tổ, Bồ Tát, nghĩa là người ta đã chứng nghiệm cái điều đó thì người ta mới có thể dạy lại được. Cho nên hôm nay thì chúng ta học một cái chủ đề là cận tử nghiệp với năm loại khí ở trong thân. Khi mà cái chết nó sắp sửa, nó biến đổi như thế nào thì những cái loại khí đó là loại khí gì. Cho nên nếu chúng ta biết thì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm. Có khi là cái cận tử đó nó không phải là đợi đến chết, mà trong khi chúng ta còn sống chúng ta cũng có thể cảm nhiệm được. Như ở trong này người ta dạy như thế này để rồi tôi sẽ chúng ta sẽ nghe một cái đoạn của ở trong cái kinh sách này. Bây giờ chúng ta có những cái mà nó giống như là cái chết, nhưng mà nó không phải là chết bởi vì sống, nhưng mà người ta có thể gọi là dừng được tất cả, từ cái quả tim cho đến hơi thở cho đến bất cứ cái gì, nhưng mà người ta cũng sống. Đó là một cái loại định trong Phật giáo gọi là diệt tận định. Bởi vì nếu một vị đắc A-la-hán mà không qua cái định này thì không thể chứng nhập được. Cho nên điều phải biết cái diệt tận định này, chúng ta sẽ bắt đầu từ cái định này mà chúng ta đi xuống. Diệt tận định là cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì của một vị A-la-hán. Có những chúng sanh trong đời sống hiện tại không nhập nổi diệt tận định,
nhưng ở trong thân trung ấm, đủ duyên lại nhập được. Cái này cũng là một cái biết mới hơn chút, bởi vì chúng ta diệt tận định thì cái định này cũng có nghe một vài lần rồi, nhưng mà nó là khi người ta tu tập ở trong các gọi là trong cửu thế đệ định, chính cái loại định đó thì cái diệt tận định là một cái định cao cuối cùng. Nhưng mà người ta không có nói về cái chết mà nhập diệt tận định. Diệt tận định là cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị của mỗi vị A-la-hán có những chúng sanh trong đời sống hiện tại. Không nhập nổi diệt tận định, nhưng ở trong thân trung ấm, đủ duyên là nhập được. Thân trung ấm là khi mà chúng ta đã chết rồi. Mà Ca Diếp nhập định trong thiền thất tại khu vườn Trúc Lâm, sau khi rời khỏi diệt tận định xả thiền 7 ngày và bắt đầu quán chiếu. Ngài nói hôm nay, chẳng biết ai là người mà ta sẽ ban ơn cho họ bằng cách ta nhập thức, nhận thức ăn, ta nhận thức ăn hiển cúng từ họ. Khi rời khỏi vườn, Ngài trông thấy một phụ nữ. Ba kiếp trước, người phụ nữ này là mẹ của Ngài. Nhưng trong nhân duyên, người mẹ này không muốn tu hành, rồi bị đọa lạc, sinh vào gia đình của một người bị nạn dịch tả. Mọi người trong gia đình tự nhiên bị tiêu chảy, chỉ trong vòng một đêm mà bị chết hết, riêng cô không bị. Không bị, cô rất sợ hãi và bỏ xứ đi. Vì đi vội nên không mang theo đồ đạc gì, mặc dù gia sản rất giàu sang. Kẻ qua người lại thương tình cho cô chút cơm thừa canh cạn để sống qua ngày. Tôn giả Ma Ca Diếp đích thân đến tìm cô. Ma Ca Diếp đến gần chỗ cô gái, cô thấy ngài thật oai đức, thật cao trọng. Cô phải làm thế nào để cúng dường cho ngài? Không có gì xứng đáng để cúng, nên cô gái dừng lại, không nghĩ đến việc cúng dường nữa. Thấy vậy, Ma Ca Diếp liền bước theo. Cô hiểu rằng ngài muốn nhận sự cúng dường của cô. Và cô quỳ xuống dâng cúng ngài miếng cơm cháy mà mình mới xin được. Sau khi thọ dụng, ngài nói: ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho cô được thành tựu quả vị thánh thiện, được quá sinh ở cõi trời Quá Lạc. Quá Lạc là một cái cõi trời rất là cao, bởi vì nó trên, nó thuộc về sắc giới. Hả? Thuộc về sắc giới chưa? Nó thuộc về Đạo Lợi Thiên nè. Đạo Lợi Thiên, rồi Tha Hóa Thiên, ha? Rồi tới Quá Lạc Thiên, rồi mới tới Đức Xuất Đại Thiên chứ. Đâu lợi dạ ma, đâu xuất thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, tức là nó ở trên trên cái quả trời Đức Di Lặc nữa. Cô hiểu rằng ngài muốn nhận sự cúng dường của cô và cô quỳ xuống dâng cúng ngài miếng cơm trái mà mình xin được. Sau khi thọ dụng, ngài nói: ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho cô được sanh tựu quả vị thánh thiện và được quá sinh ở cõi trời Quá Lạc. Quả nhiên dâng cúng xong, ngay trong đêm đó, mạng sống của cô chấm dứt và thần thức của cô cũng sinh thẳng lên Quá Lạc Thiên. Câu chuyện này được ghi rõ lại tại phẩm thiền, thiền sử trong kinh Tạng Pali. Bản kinh Phật giáo cổ nhất, nguyên thủy nhất. Vậy nên đừng nói làm gì có cận tứ nghiệp. Bởi vì ở trong những sách Pali, sách nguyên thủy của Phật giáo đó, ít có nói về chuyện này, nhưng mà không phải là không nói. Có lẽ là đây là một cái bản kinh cổ người ta mới trích ra. Còn ở trong Đại Thừa thì nói về cận tứ nghiệp rất nhiều. Mà nhất là những sách về Tây Tạng thì người ta biết và người ta cũng biết thực hành giúp đỡ cho những người mới chết như thế nào về cái để người ta biết cái con đường tái sinh đó. Bà lão thành xá vệ và câu chuyện về cận tứ nghiệp. Bà lão ở thành xá vệ làm nghề gánh nước mướn. Bà nghĩ bụng hôm nay tới ngày Đức Thế Tôn sẽ đi khất thực.
sang hướng này và bà muốn cúng dường Ngài. Bà làm thức ăn thịnh soạn và để sẵn ở chỗ mà Đức Thế Tôn thường thọ thực. Nghĩa là mỗi ngày có người cúng dường thường đặt ở một cái chỗ mà có cái quy định sẵn. Đức Phật đến nhà bà cụ nhưng bà không có nhà. Đức Phật nhìn thấy có thức ăn bày sẵn rồi. Lúc sau bà lão đi gánh nước về. Bà bạch Đức Thế Tôn, con đã chuẩn bị thực phẩm sẵn rồi. Đức Thế Tôn đã thọ trai chưa? Phật nói, được rồi, ta sẽ nhận. Theo phong cách của một người xuất gia, nương theo Phật để học Pháp, mặc dầu để đó, biết rằng người ta để cho mình, nhưng chưa mời thì mình cũng chưa ăn. Bà lão hiểu ra do mình chưa dâng cúng thực sự bằng Pháp tác, nên Phật chưa nhận, bà bỏ gánh nước xuống, đảnh lễ và cung kính dâng cúng cho Đức Phật. Sau bữa ăn dâng cúng đó, bà mắc bệnh, không làm việc được. 3 ngày sau bà mất. Hôm đó Đức Phật đang ngồi thuyết pháp, Ngài Mục Kiền Liên từ trên cõi trời thứ 33 trở về thế gian, nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con trông thấy một thiên nữ oai đức tự tại vô cùng, ngay cả bậc giác ngộ cũng khó mà phân tả hết được cái oai đức của vị thiên nữ đó. Chẳng biết vì sao ở cõi trời lại có một thiên nữ mà phước báo lớn như vậy. Đức Thế Tôn bèn nói lại với Xá Lợi, với đại chúng rằng: Thiên nữ đó chẳng phải ai xa lạ, chính là bà lão gánh nước ở thành Xá Vệ đó. Chỉ nhờ một bữa ăn cúng dường thanh tịnh lên đức công, lên Phật, công đức cuối đời của bà viên mãn tới mức trở thành thiên nữ ở cõi trời 33. Vậy nên chúng ta tuyệt đối không được coi thường cặn tử nghiệp của mình. Hàng ngày cần tập thói quen cúng dường hương hoa, cúng dường nước cho Đức Phật, tưởng nhớ Đức Phật, bởi không biết cặn tử nghiệp đến với chúng ta vào lúc nào. Bởi vì không phải là cặn tử nghiệp lúc mà nó chết hay là này kia thì nó mới hiện ra, nhưng mà cái tính chất, cái nhân của nó là hàng ngày chúng ta biết cúng dường, biết bố thí, biết làm tất cả công đức, đó là cái phước. Bây giờ ở đây chưa nói về cái phần giải thoát, nhưng mà chúng ta có thể nghĩa là sau một chút xíu thì chúng ta ở trên cõi trời, nghĩa là chúng ta có thể đổi đời sống một cuộc sống, nghĩa là có hàng triệu hàng ức năm ở trên chư thiên mà vui vẻ sung sướng. Và lúc đó nếu mà cái tâm đạo chúng ta vững vàng thì chúng ta cũng có thể gặp được Đức Bồ Tát và học hỏi thêm. Còn nếu không thì thực sự chúng ta sống một đời chư thiên nó cũng rất là lâu dài, nó bằng ngàn lần ở cõi trời, ở cõi đời này. Câu chuyện về cặn tử nghiệp liên quan đến việc Đức Phật chứng kiến cảnh tăng đoàn chia rẽ, bè phái, làm cho Phật Pháp suy tàn. Đức Phật cản ngăn, nhưng các ngài không nghe. Bạch Đức Thế Tôn, chuyện này quá nhỏ để có chúng con tự do, ngài nên nghỉ ngơi đi. Và rồi gặp chuyện an cư kiết hạ, ngài bỏ lên rừng. Nghĩa là có những lúc chúng cũng có sự lộn xộn này kia, cho nên Đức Thế Tôn có khi Đức Con tự mình đi vào rừng vắng như ở đây nói đó. Cho nên thời nào cũng vậy, bởi vì tăng hay là ni gì cũng là cái người từ trong cái cuộc sống, trong tại gia, trong thế tục mà người ta phủi tóc mà cáo và đi tu. Tuy là đi tu nhưng mà tất cả các cái hạnh nguyện hoặc là cái nghiệp á, nó vẫn còn thân khối, vẫn còn tương tác như là cái cuộc sống bình thường thôi. Cho nên nhờ giới luật và nhờ cái tất cả cái sự biến đổi từ các pháp tu, lần lần nó thay đổi và nó đưa đến cái hiệu quả trong cái sự chứng ngộ. Chứ còn không phải là một cái vị tăng là, nghĩa là vừa bước vào tu là điều là thành A-la-hán hay là siêu phàm gì hết cả.
Và rồi gặp duyên an cư kiết hạ, Ngài bỏ lên rừng ngồi an cư một mình. Con voi chúa chẳng sai khiến được đàn voi con buồn quá, bỏ đàn lên đi lang thang và gặp Đức Phật. Con khỉ chúa thấy đàn khỉ con không nghe lời và liền bỏ đàn khỉ con đi lang thang và cũng gặp Đức Phật. Cái chuyện này trong sự tích Phật cũng có nói, gọi là ba nhà tư tưởng lớn gặp nhau. Con khỉ đi hái trái cây dâng cúng cho Đức Phật trong 3 tháng, con voi thì đi múc nước, tối đến nó quạt mũi mầm cho Phật nghỉ. Đức Phật đã an trú trên rừng suốt mùa an cư. Kiết hạ, đây có phải là Đức Phật hết sức cô đơn giữa muôn ngàn đệ tử? Đây là những điều mà chúng ta phải tự nghiêm chiêm nghiệm lại, đừng để phát ta chiêm nghiệm lại mình để phát tâm tu tập. Sau khi chư tăng quá giải, đàn hòa đã lên thỉnh Phật về. Lúc đó Phật hứa khả trở về tổ chức lại tăng đoàn. Con khỉ đang ở trên cây mừng lắm, nó quên nắm cành cây, thả tay rớt xuống đè lên con cắp. Con cắp chết và con khỉ cũng chết luôn. Đại chúng thấy lạ, bạch Đức Thế Tôn, con khỉ lạ quá, tại sao nghe tăng đoàn hòa thuận, Đức Thế Tôn quyết định xuống núi, nó mừng quá tới mức như vậy. Phật nói, tứ chúng hòa hợp đồng tu, đây là cảnh giới phước lạc mà bất cứ chúng sanh nào cũng đều cảm được hoan hỷ, cũng đều mừng rỡ, và con khỉ cũng vậy. Con khỉ và con cóc sau khi chết sẽ đi về đâu? Đức Phật nói, con khỉ với cái phước hoan hỷ thanh tịnh khi thấy tăng chúng hòa hợp và con cóc cũng rất hoan hỷ. Khi thấy giáo pháp được thanh tịnh, tất cả đều sinh về cõi trời quá lạc thiên. Vợ vua Vu Điền, đây là trước khi nói về cái cận tử nghiệp á, và cái nghiệp sống chết ấy, thì trong sách này nói về thân trung ấm, cũng nói về những cái con vật mà trong cái nhân dịp này nó được sanh lên cái cõi trời, hay là nó sanh trở lại làm người là bởi vì cái sự hoan hỷ hay là một cái gì đó ngược lại, thì cái sự tái sanh của nó cũng phải phù hợp theo cái tâm nguyện của nó. Thời Phật tại thế, có một người thuộc giai cấp Bà La Môn quý trọng, tên là Cất Tinh. Ông sinh ra 3 cô con gái. Con gái út 16 tuổi đẹp như thiên thần, biết bao nhiêu chàng trai muốn lấy cô làm vợ, nhưng ông thấy chẳng ai xứng đáng với con gái ông. Một hôm ông nằm và khởi lên một tà kiến rằng chỉ có Sa Môn Gautama mới xứng đáng là chồng của con mình. Sa Môn có đức hạnh sáng ngời, đời sống trong sáng như thiên thần và vang danh khắp chốn. Con mình mới là người xứng đáng nâng khăn sửa túi cho Sa Môn Gautama. Ông dắt con gái đến trước mặt Sa Môn Gautama nói: "Này Sa Môn Gautama, ta có một người con gái đẹp như thiên thần. Bao nhiêu chàng trai đã đến kén làm vợ nhưng ta từ chối. Hôm nay ta tình nguyện cho con ta được theo ngài." Nên là hồi Đức Phật còn đại thế cũng có nhiều vụ như vậy lắm. Để nâng khăn sửa túi cho ngài, chỉ có ngài mới xứng đáng làm chồng của con gái ta. Đức Phật nói, thân thể tứ đại giống y như là một cái đại gia chứa đựng không biết bao nhiêu thứ hôi thối bên trong. Thân Sa Môn của ta tự lo một mình đã không nổi, giờ còn đèo bầm thêm một cái thân dơ bẩn nữa thì ta chẳng biết làm sao. Ông ta rất tự ái, cho rằng ông có lòng thành, và ông đầm quán vô lấy thầy cái kiến kia, kiến này nó bị mờ, coi nó không, ta để cho trong bàn thầy. Ông có lòng thành và ông đã bị sỉ nhục
ông lập tức đem con gái tới dâng cho nhà vua. Vua Vu Điền sai đám người con gái này, nhưng vẫn kính trọng người vợ cả. Bà là bậc mẫu nghi trong thiên hạ, cô gái xinh, tâm ganh tị và cố tìm lỗi của bà. Một hôm, đúng ngày hoàng hậu thọ bát con trai, cô cố bày ra những việc vui và nhờ nhà vua mời hoàng hậu dự tiệc. Nhà vua rất vui cho người mời hoàng hậu. Nhưng nhà vua rất vui cho mời hoàng hậu. Hoàng hậu không phục tùng. Cô đã đặt điều xàm táo khiến vua Vu Điền nổi giận, ra lệnh xử bắn và bà. Nhà vua tự thân dương cung bắn, nhưng khi bắn, mũi tên không bay đến người hoàng hậu mà bay ngược lại vào vào cái nỏ. Cả ba mũi đều vậy. Nhà vua kinh hãi, biết rằng vợ mình không phải là người bình thường. Ngài đã đến sám hối với vợ, tìm hiểu nguyên do. Bà nói, lúc đó thiếp chỉ một lòng nhiếp tâm vào Phật và giới mà Phật đã tuyên thọ. Các việc khác thiếp hoàn toàn không có để ý tới, cũng không hề biết có một mũi tên bay tới mình. Mới thấy tâm lực, thần lực, sự gia bị của Phật thật là màu nhiệm. Cho nên nếu mà một người mà chúng ta không có sai lầm, không có lỗi, mà chúng ta, cái tâm chúng ta là nghĩ đến Tam Bảo, nghĩ đến Phật, thì cái ý nghĩ đó nó có thể là nó trở thành cực thiện. Cho nên những cái mũi tên hay là những người mà muốn hại mình đó, thì là cái tâm ác. Cái tâm ác với cái tâm thiện nó không đồng nhau. Cho nên do như vậy, khi mà mình phát sinh ra cái hành động thì nó sẽ trở ngại thôi. Cho nên cái này nó cũng là một cái để chúng ta thấy rằng cái người ác mà muốn hại người thiện thì cũng khó. Nếu người đó là thật sự thiện và cái người ác đó không có đủ cái nhân quả để hại cái người thiện. Cuối cùng cô con gái của Cát Tinh bị nhà vua đài đến một vùng biên giới, biên địa Hà Tiện. Nhà vua đến xin quy Phật. Nhà vua lại đến xin quy y Phật và thọ giới của Phật. Khi hoàng hậu qua đời với công đức thọ bát quan trai, Phật nói rằng người phụ nữ này sẽ sinh làm thiên chúng cõi trời thứ 33, có những phúc đức hơn người. Những câu chuyện này là những câu chuyện để nói trước về cái phẩm chất, cái đức hạnh, hạnh kiểm của một người và đến lúc chết nó được như thế nào, chứ chưa chính thức về nói về cái cận tử nghiệp. Thứ ba là ở đây một cái chuyện mà cái người nghĩa là ghi tích sách này là nó hiện tại đây là thầy Nhuận Hảo và ký ức về nghiệp. Một người, một cảnh giới cận tử nghiệp có thật tại tu viện Nguyên Thiều. Thầy Nhuận Hảo khi chưa đi tu đã 5-7 lần đổ vỡ tình cảm, gần 30 tuổi mới xuất gia. Nhận ra sự phù phiếm tầm thường của thế gian nên phát tâm xuất gia học đạo. Một mực tu hành tinh tấn và giới đức trang nghiêm. Bao nhiêu tiền tích góp khi thiếu thời đem gửi cho bổn sư. Vị bổn sư tức là vị thầy xài hết số tiền đó, nhưng thầy Nhuận Hảo cũng không trách cứ gì, vẫn hoan hỷ tinh tấn tu hành. Khoảng 10 năm sau phát hiện mình bị bệnh ung thư gan. Tu viện Nguyên Thiều dường đâu không biết, Nha Trang hay Huế gì. Hòa Thượng Giang. Thầy biết rồi nhưng mà quên tên.
Thôi, thầy quyết định để yên không chữa bệnh, nghĩa là ông biết ông chết rồi, sám hối cầu giải thoát, biết mình không thể qua khỏi, thầy đã nhờ Hòa Thượng Quảng Bửu hộ niệm cho, nhưng niệm tới 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chết. Thấy mắt của thầy nhuận hảo còn rất lanh lẹ, Hòa Thượng quyết định dừng hộ niệm. Khoảng 5-7 ngày sau, Hòa Thượng bị bệnh, cần đi Sài Gòn chữa trị. Thầy nhuận hảo trở bệnh lúc đó, tăng chúng chẳng biết phải làm gì trong lúc đau đớn quằn quại. Thầy thấy những cảnh đang ăn ái với cô gái rồi cười nói giỡn, rồi lại thèm ăn thịt, thèm giết con này xào nướng con kia. Những việc làm lúc chưa đi tu nay hiện lên hết. Như vậy cận tứ nghiệp không đơn giản chỉ là những nghiệp làm ở hiện tại, mà còn là những nghiệp được hiện tiền hiện lên trong tự tâm. Trong suốt cuộc đời mình, cận tử nghiệp đến từ trong cuộc sống và trong ký ức của chúng ta. Nó nguy hiểm vô cùng và có sức quyết định rất lớn trong việc chúng ta tái sinh về đâu đó. Bởi vì cái cận tử nghiệp là cái nghiệp gần nhất, đây là cận là sát bên là gần nhất, nhưng mà không nhất thiết là chỉ gần tới sự chết, mà trong sự sống này nó cũng thể hiện cho chúng ta. Nếu một người mà tu hành đến một lúc nào thì chúng ta biết được cái điều đó đến với chúng ta, trong khi chúng ta không có mong muốn mà tự mọi việc nó xảy đến như vậy một cách rất lạ lùng, và biết điều đó đó. Cho nên nói là những cái điều mà có khi người ta cũng biết trước, ví dụ một việc gì đó rồi nó sắp xảy ra, thì ở trong giấc mơ hoặc là trong cái linh tính người ta biết trước mà nó rất rõ ràng. Cho nên về cái điều này thì tôi cũng có một vài lần kinh nghiệm được như vậy đó, nhưng mà ở đây thì nó đủ sức giải thích rồi. Ba là cái sự biểu hiện của cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là gì? Là nghiệp cuối của đời của một con người, là nghiệp cuối đời của con người. Nghiệp này là hình thành do sự phát khởi của nội tâm hoặc hướng tới điều thiện hoặc hướng tới điều ác. Nghiệp này biến hiện từ những việc làm gần nhất, cũng có thể là những việc mà chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời. Như một người chết sẽ biết được cận tứ nghiệp của họ là gì. Có người sợ hãi, có người là như là méo miệng, có người là thè lưỡi, có người lồi mắt, có người có trạng thái hãi hùng, dễ sợ. Nhưng có người lại rất an nhiên, có người lại chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái kia. Cho nên hồi xưa đó, hồi tôi còn trẻ tôi cũng hay đi hộ niệm mấy người chết đó, hoặc là Phật tử hoặc là quý thầy. Khi người ta chết đó, người ta mời mình tới mình cũng niệm, rồi mình cũng có chứng kiến một số, cũng có thấy được 4-5 người. Nhất là hồi mà đương niệm Phật ở chùa Nhất Nguyên có ông Sáu Bình Dương, lúc đó tôi đương hướng dẫn niệm Phật 100 ngày mà nghe nói ông Sáu ông gần chết rồi, ông hiện ra cái mặt nó to như cái mâm. Ông Sáu là ông Sáu ở nhà, ông ở nhà cách cái chùa Nhất Nguyên á, nó chừng cỡ mấy trăm mét theo cái con đường Lái Thiêu á, bây giờ chùa đó cũng còn á. Thì tôi mới cầm mấy cây nhang tôi xuống tôi đứng, tôi thấy trời ơi, ông trợn ngược mắt mà cái lưỡi ông lè ra một khúc rồi, thấy khiếp lắm. Mà bình thường ông cũng đâu có mà xấu xí gì đâu, ông lè mà thấy con người nó khác lạ lắm. Cái tướng đó nó rõ ràng là thực sự hồi giờ mình cũng nghe nói, nhưng mà mình chưa có thấy nó lè lưỡi mà trợn mắt, cái mặt nó tròn, nó to như là cái mâm nhỏ nhỏ vậy, to lần lần ra.
Bởi vì ông này ông cũng có mang tiếng tu rồi chú ý, nhưng mà ông thường hay sát sanh, nên ông giết nhiều con bê rồi ông lấy máu rồi ông cúng, ông tu, nhưng mà ông tu thầy bùa, thầy ngải gì đó. Ông cúng này kia rồi ông giết này kia đó. Nghe cái đó thì mình thường nghe nói vậy chứ không có thấy ông, nhưng mà bây giờ mình thấy ông chết đó, thì mình biết có lẽ cái nghiệp của ông nó có thật như vậy, ông chết đó. Rồi mấy người xung quanh cũng đứng gì nhỏ sợ thôi. Mà hồi đó tôi là nó chủ đạo ở trong cái khóa niệm Phật đó, cho nên tôi cầm mấy một cái nhang, tôi tới đó tôi chí tâm tôi tụng chú Đại Bi, tôi tụng trên 10 biến vậy đó. Thì thấy cái lưỡi ông là từ từ nó thụt vô, nó thụt vô, nó còn một khúc ngoài này, hồi nó le lại dài ra, bây giờ nó thụt vô một khúc, nó thụt vô mình thấy được, thụt từ từ khi mình tụng chú đó. Tụng 7-8 biến tới 10 biến thì nó đó. Mà tôi cầm một cái nhang, cái nhang bên trong chùa chạy ra rồi mình cầm luôn cái nhang vậy đó, cái nhang nó cháy, cái rồi cái tàn của nó, cái tàn của nó cũng còn nguyên như cái hình của một cái lằn tro dài thòng xuống gần hết thì như vậy đó, nó cũng lạ lắm. Rồi tụng tới chỗ thuộc vô một chút cái sụn chết luôn, thì nó cũng gần vô rồi nhưng mà nó chưa hết đó. Cho nên cái đó chúng ta thấy không? Đó là khi chết rồi mà nó còn hiện ra cái tướng lưỡi như vậy đó. Còn một cái cô nữa, cũng hồi ở trong một cái khóa đó, cô cũng gần chết mà cái bụng của nó hiện nó to giống như cái trống thì thấy mà khiếp lắm. Đó. Rồi có một cái chú đó, chú nói như vậy là kêu ông y tá tới ông chích, chắc là trong nước không cho nó ra nước. Tụi nó không được đâu, ghê lắm cái này. Bởi vì cái hồi đó, cái vùng tu đó, nó đúng cũng không có cái sự văn minh hiện đại lắm. Mà cái sự tu là cái chân thật tu. Lúc đó là lúc mà tôi đương chủ trương niệm Phật, niệm cũng như niệm 100 ngày, suốt 24 tiếng hồ, cứ chia hai người một thiên. Mà niệm có bài bản lắm, mà niệm coi như cũng có kết quả lắm. Thì nó xảy ra nhiều chuyện ở trong cái thời gian đó. Rồi lúc đó có mấy thằng, bốn thằng đệ tử, mà mấy thằng đó nó láo táo, chừng mười mấy tuổi, 14-15 tuổi trở lại thôi. Nó tối nó giỡn ồn ào, nó nghiệp lắm. Thì không được, rồi tôi nói phải đi đi. Thì đứa nào ở đây gần thầy thì không được giỡn cười, không được nói chuyện. Cô đi, thì hai đứa nó im lặng hả, còn hai đứa nó chạy ra, chạy một hồi có cái oanh tạc cơ đó, máy bay lấy nó rà soát, nó bắn chết luôn. Hai thằng ở trong thì còn, hai thằng ở ngoài chết mất. Nói chuyện đó, mình thấy ghê lắm. Lúc đó thì nói đúng chết cũng nhiều, nhưng mà trong sau đó có hai thằng chết, 5-6 đứa cũng ở trong cái khóa đó. Cho nên nhiều cái chuyện mình thấy, có lẽ là nếu mà lúc đó nó không chạy khỏi thì nó ở gần mình, có thể là nó không xảy ra. Tên một thằng tên là Thiện Tánh, một thằng gì này. Còn hai thằng thì nó ở gần. Lúc đó từ 14, 13, 14 tuổi, 15 tuổi. Chứ không có lớn. Cho nên ở đây nói những cái khi mà cái biểu hiện lúc mà chết đó. Có người là chuyển biến từ trạng thái này sang trạng thái khác, có khi thì an lành, chuyển thành nó sợ hãi rồi la lên. Có khi ở trong sự sợ hãi là chuyển thành nó tĩnh lặng hay là suy nghĩ, mình nhìn nét mặt đó mình biết. Hoặc là diễn biến của nó thường mạnh nhất trong 8 giờ đồng hồ trước khi là chết. 8 giờ trước khi chết người ta đau khổ mà người ta ta chết. Tôi cũng thấy một cái vị thầy đó, là vị thầy đó ông tướng ông cũng hiền lành lắm, tốt đẹp lắm. Mà lúc ông chết thấy ông cũng có vẻ vất vả khổ lắm. Khổ và ông cũng như hực hấp hối, mà không có chết, mà nó làm như khó khăn dữ lắm này kia đó. Mà thầy thì cũng có ai lực, cũng có
phước báo lớn lắm. Này kia. Xung quanh thì Phật tử bô quanh, rồi cứ biểu ráng lên nói gì đâu không. Mà tôi thì tôi là sư mà thầy mà ở phương xa chứ không phải ở đó. Tôi mới nói biểu niệm Phật thì không niệm, mà cứ biểu ráng lên là còn nước còn tóc gì đó. Mà Phật tử xung quanh thầy cũng là Phật tử đi chùa thuần lắm. Mà cứ như vậy, cứ cố muốn cho thầy sống, làm đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng mà sau này ông cũng chết thôi. Nên ông cũng chết rồi, tôi thấy rồi tôi bỏ tôi đi. Thôi mình không ấy được. Nhưng mà thầy đó thật sự thì thầy cũng rất là hiền, thầy cũng tốt. Không có, chưa có thấy thầy có cái gì xấu. Nhưng mà khi chết đó, cho nên cái đó cũng là cái cận tử nghiệp đặc biệt đó. Cho nên đặc biệt trước khi chết 2 giờ đồng hồ thì cực kỳ mạnh và nhanh chóng cần tìm hiểu thêm những điều này để tháo gỡ những thắc mắc của họ hoặc biểu hiện cụ thể của cận tử nghiệp là như thế nào. Biểu hiện thứ nhất, vầng sáng trên trán thu lại. Với chư thiên thì biểu hiện ở qua trên đầu bị héo. Lên được đến cõi trời thì không còn sân. Vì có cõi trời được hình thành từ trong định nên không có sân. Một khi chư thiên cõi trời buồn phiền, bức rứt, nóng nảy, niệm sân khởi lên thì họ sẽ không ngồi im một chỗ được. Và rồi năm tướng bị suy hao. Năm tướng suy hao thì mạng sống sẽ kết thúc. Do đó qua trên đầu như chư thiên bị héo, mọi người đều có vầng trán sáng. Vầng trán tối là báo hiệu thọ mạng, phước sống của họ đã thu lại. Cho nên nó đen nhưng mà nó không phải, không ở đây người ta chú thích là cũng không phải giống như nó đen như mực hay là bôi lọ. Cũng như không giống như người bị đau bệnh như. Do người sắp mất, sần sùi, che, nó đen và trán bị tối. Nên khi mình nhìn mặt một người bình thường cũng vậy, nếu mà cái người đó nó trong cái thời thịnh vượng và cái trí tuệ và cái sức khỏe nó tốt thì cái trán nó vẫn trắng, nhất là cái ăn đường mà chạy xuống dọc mũi đó. Mà cái này thì nó thuộc về tướng pháp, còn nếu không thì nó đen từng cái điểm một đó. Cho nên ở trong cái tính chất mà tướng pháp thì nó cũng có cái tướng của con người thịnh suy hay là con người mà nó thọ yếu. Cho nên tất cả mỗi điểm trong con người nó đều nói lên điều đó. Mấy vị thầy tướng rồi họ biết, nhưng mà có khi họ bóp méo lại hoặc họ dọa cho người ta sợ. Cho nên bắt đầu thiên không, trung chánh, ăn đường, niên thượng, niên thọ, chuẩn đầu, nhân trung, địa cát hay là lương quyền, hay là mi tâm, hay là cái ngoại tàm. Những cung mà thuộc về tình cảm, những cung mà thuộc về bạn bè, những cung nghĩa là mỗi chỗ người ta. Cho nên thầy tướng mà mình điểm một chỗ nào là họ nói đúng cái chỗ đó. Vì chỗ địa cấp làm sao, mà chỗ nhân trung làm sao, chỗ sân can làm sao, chỗ ăn đường làm sao. Thế là ta coi một cái này thì người ta biết con người này phải đi xa, cái vùng này nó hơi có đen, tức là cái cung gọi là thiên di. Đó. Long cung là cái cung của về con cái, cái này là vợ chồng, nhưng mà nó chân mai rồi nó kia. Còn một người mà có cái nút ruồi rồi đó, hồi nhỏ tôi cũng thoải mái, tôi dòm. Nhưng mà sau này mình học Phật nữa, cho nên có những người họ thông minh ngầm, mình biết có những tướng. Và trong tất cả con người ở trong nó cũng đều có cái tướng ấy, nhưng mà người học Phật ấy, thì không cần cái tướng đó, chỉ cần cái tâm thôi. Cho nên gọi là nếu mà hữu tướng mà vô tâm thì tướng tùng tâm diệt. Mà nếu có tâm mà không tướng thì tướng sẽ sanh. Nghĩa là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Cho nên con người hãy chú ý tới cái tâm, tới cái coi sự cái lòng nhân của mình có lòng thiện hay là mình có cái tâm nghĩa là nó ác, độc hoặc là hại người, hiểm, độc rồi này kia. Thế mình biết như vậy thì nó nhẹ biết mấy phần.
Và nếu mình có cái ý thay đổi thì tất cả tai họa nó đều thay đổi được. Cho nên khi mà mình có tai họa gì thì nó cũng có cái tướng nó cũng hiện ra. Tai họa mà từng vùng mà, thì nó mạnh đến nỗi là thiên nhiên nó chiêu cảm. Cũng như có những cái trận chết chóc dữ dội đó thì quả nó bay đàn đầy trời hết. Rồi có khi mà ví dụ như ở Trung Quốc như là Tam Hiệp đó, cá rồi nó nổi lên rồi có những cái vật nó quá dị nó sinh ra người ta không thể biết nó từ ở đâu, có những con mà giống như con rồng hay con này con kia, rồi trên trời có những con này con kia, cho nên thỉnh thoảng mình coi mình thấy họ chiếu ra đó, nó ghê lắm. Có khi có những tiếng gào thét ở dưới lòng sông hoặc là này kia, gần đây thì sông nó biến thành máu, biến sông đỏ biến thành nước đỏ như máu, cho nên có thể là người ta cũng bị chết. Mà thực sự thì bây giờ nhiều chỗ người ta cũng chết chóc, có khi người ta chết cả chục ngàn người, 50-70 ngàn người chết dữ lắm, trên một ngày không biết bao nhiêu. Thỉnh thoảng tôi mở qua tôi dòm thấy nó trúng vậy, tôi thấy quan tài với là người chết chắc chầm, thấy ghê lắm. Trên cái đời sống mà con người chỉ có một chừng một cái tâm, chút tâm đạo thôi, thì tự trong đó giải thoát liền. Mà có thể sinh lên chư thiên, hay là có thể tự nhiên ở trong đó mà tỉnh thức giác ngộ. Cái đó nó rất dễ, bởi vì nó đi tới đường cùng rồi. Nó đi tới chỗ kia bằng sanh tử, cái đó là nó quá đập vô mắt rồi. Mình thấy người xung quanh mình đã chết hết. Và như vậy đó. Cũng như những trái bom, những trận chiến như này kia. Nhưng mà con người có nghiệp á, người ta không có thức tỉnh. Một là người ta sợ hãi, hai là người ta còn thù hận nữa. Cho nên cái điều đó nó không đưa đi đến cái thiện nghiệp được. Chỉ khi nào mình chúng ta thấy vậy, chúng ta sanh ra một cái tình thương, mình một cái lòng đại bi á, trong lúc đó. Thì nếu trong lúc đó dù ta chết đi nữa thì chúng ta cũng được sanh thiên. Nhưng mà ngược lại sợ hãi hay là hận thù thì ngược lại nó đi ngược lại cái sự tái sanh. Cho nên những cái tướng đó nó cũng là cái tướng cận tử, bởi vì nó sắp chết rồi. Có những trận đánh mà nó chết ghê lắm. Nó chết cả trăm, có khi cả ngàn người. Cho nên đời sống này là cái sự cận tử nó nhiều mặt, không phải đợi đến lúc chết mà chưa chết. Cảnh giới nó hiện lên đủ thứ. Trên trời thì nó nhiều cái thứ may, nhiều cái thứ lạ lùng. Rồi chim cú, chim quạ rồi nó kêu vang trời. Còn dưới nước là những cái con cá hay con gì nó dị kỳ, nghĩa là quái thủy đó, nó hiện lên. Còn con người thì nó lại hồi xưa rất ít. Ít người mà lâu lâu cũng nghe, nhưng mà có thể mấy chục năm, 50-70 năm có một lần. Còn bây giờ thì nghe mấy lần rồi, con người sinh ra giống như con bò, mặt người mà có chân cẳng như bò. Nó nhiều cái sự tái sinh kỳ cục lắm. Cho nên như vậy thành những người mà học đạo, học Phật đó, nên phải biết, phải thấy đó cái nhân quả Phật nói, nó không thể sai được. Cho nên con người lì lợm chốc lát thì mình cũng trở thành như vậy thôi, chứ không có gì cả. Mà một khi mà sanh, tái sanh như vậy thì nó đi hoài. Rất khó, lâu lắm. Có thể có 100.000 năm nó không trở lại được. Khi mà mình đầu thai làm con thú hoặc con vật. Cho nên cái tinh thần của mình nó không có hình tướng. Nó có thể vào ngay cả một con kiến, một con voi. Thế nó vào con voi thì nó thành con voi, mà nó vào con kiến thành kiến. Mà nó không có hình tướng gì cả. Để rồi chúng ta đi đến cái chỗ mà cái trung ấm của cái thức, khi mà người chết thì chúng ta biết nữa. Một hôm thầy trụ trì lên lầu chùa Giác Hoa nói: thưa thầy, con thấy tán của vị thầy đi qua kia, đi lại dưới kia tối dữ quá. Đây là cái chuyện thật. Thầy không biết có việc gì không? Thầy trụ trì cười nói: ừ, cái tán tối thật ha. Ngày sau vị thầy đó đi ăn dỗ tại một ngôi chùa ở Bà Rịa, chắc đâu đây nữa.
Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu nữa. Lúc về bị thầy đó ngồi sau một chiếc xe Honda do ông thầy khót lái, đèn pha của xe chạy ngược chiều, chiếu vào mắt không thấy đường, chẹt vào hòn đá ở trên đường, ngã dập đầu xuống đất và chết ngay tại chỗ. Ở cái đường này cũng chết nhiều ông thầy lắm. Có ông thầy Tàm Lâm đi, không biết đi ra là mà cái có cái xe xúc, xe ủi gì đó, đụng, xe có cần cẩu, đụng, một ông chết trước kia. Cho nên tôi ai sanh ai sống thì tôi ít để ý, mà chết thì tôi để ý nhiều lắm, tôi nhớ nhiều lắm. Rõ ràng vị thầy đó ngày hôm trước sức khỏe bình thường, nhưng nhìn thấy vầng sáng trắng đã thu lại, vầng sáng ở trên thu lại, biết thì thọ mạng đã qua rồi. Biểu hiện thứ hai là thân thể hôi hám dễ sợ, không giống với mùi hôi do ở bấy lâu ngày không tắm, cũng không khác lạ so với mùi hôi thường ngày trên thân họ. Mùi hôi thật khó tả, mùi thâm thẩm, biết biểu hiện của da, da người sắp mất dính vào áo thân của họ, lúc đó không còn sức lực, đặc biệt họ không yên ổn, cứ lo lắng về cái gì đó, tâm của họ hoàn toàn không trụ được, cứ sợ hãi lo lắng, đó là những biểu hiện của cận tử nghiệp đã bắt đầu đi vào phần tan rã của tứ đại. Thứ tư là năm loại khí trong thân người. Bốn đại cùng ở trên thân chúng ta nhưng lại thường xung khắc và chống trái nhau. Cho nên ở đây nói thì cũng giống như ở trong cảnh sách mà nói đó. Bởi vì bốn loại khí cũng như là bốn cái tứ đại đó. Nó là hồi nhỏ ở trong trường tôi học là tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội. Tuy rằng bốn đại giữ gìn mà thường hay chống trái. Cái thân chúng ta bốn cái loại đất, nước, gió, lửa. Cho nên nó mới có cái gọi là vô thường, lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn, tịch vong, sát na dị thế. Một cái bài học đó dài lắm, một cả hết một trang giấy hơn. Mà nói vậy, học đó là quy sơn cánh sách chứ mấy gì. Phía sau cái cuốn nhật tụng, chẳng như học hai thời khóa tụng, Lăng Nghiêm, Di Đà, rồi mà phải học cả cái từ Mông Sơn cho tới cảnh sách rồi học thuộc lòng luôn. Chứ không phải là nói bà bẹ được. Thành do như vậy mình mới ý thức được cái bốn đại nó là gì. Trong người mình đất, nước, gió, lửa, nhưng mà nó hòa trộn nhau. Ở trong một cái nhuyễn thể đó, nếu mà một đại nào mà nó chậm, nó thối, nó ở trong một cái tính chất nó thiếu hụt hoặc nó tăng cường á, thì nó làm cho các đại khác. Nghĩa là ví dụ có người mà tự nhiên mình nóng lên, tức là cái nhiệt nó tăng, nó thuộc về cái lửa, nửa lửa, rồi cầu cực nó hạ xuống quá thì nó lạnh, nó thuộc về nước là thủy. Có người mà nó nặng nề đi đứng cục mịch mà nó nặng quá này, cái thuộc về đất. Còn nó lau châu lộng cộng đi siêu sẹo qua đó là gió. Có người nó không tự chủ được. Cho nên bốn đại đó nó ở trong cái vi tế của thân. Nó dao động, cho nên có người đó. Thành không phải là đợi tới chết. Có người bình thường sống, nhiều người mình coi cái con người đó mình cũng biết. Cái màu sắc đó nó cũng hiện lên cái tứ đại của người. Ví dụ như có những con người nó sáng và tối. Có con người mặt nó hõm, nó đen, nó đen từng vùng, hay là nó đen hõm, nó giống như trời chiều hoàng hôn. Còn có một mặt người thì nó giống như buổi sáng, nó tươi mát, thanh bình. Đó. Cho nên tôi cảm thấy tôi, ví dụ tự thân tôi cũng biết được. Ví dụ hồi nhỏ, hồi trẻ thì nói thật sự ai họ cũng khen thôi. Nhưng mà sau này thì tôi thấy, tôi rọi cứ tôi thấy cái mặt tôi nó xấu, nó đang thui mà nó khổ lắm. Hồi xưa đứng tụng kinh như vậy đó, mà người ta ngoài ta nhìn, ta nói cái tai thầy trời giống như lửa vậy đó. Tôi tụng ở trên chùa Chánh Giác, mấy cô nó sao cái tai thì chấp sao mà đẹp, nhìn xuống đây.
Bây giờ cái tay thì nó đâu có nữa đâu. Lực. Cho nên hồi trẻ nó tự nhiên nó mình cái phước mình nó đang tu đang lên đó, thì nó có vậy. Còn cái mùi thơm thì tôi có cho tới từ hồi mười mấy tuổi cho tới ba mươi mấy tuổi nó mới hết, 40 tuổi tự nhiên nó phát ra thơm rồi. Rồi mình cứ bị mang tiếng là xài dầu xài gì đó, cứ nói trời ơi ông thầy này mới tu cái gì mà chơi xài dầu gì rồi. Rồi mình cứ ngó tôi nói đâu có gì đâu, nó có mà thầy hai ba người nói thầy chai dầu thơm, mình cũng chưa biết cái chai dầu thơm như thế nào nhưng mà cứ nói vậy. Tôi nói chắc ai họ quẹt chứ mình đâu có hửi, mình đâu biết đâu, mà mình đâu có nghe gì đâu. Rồi sau này thì mình hửi mình thấy mùi hôi nó hôi rình. Cho nên cái con người nó có lúc nào đó phước, nhưng mà những lúc đó thì thực sự mình hoan hỷ lắm, mà mình cũng được việc lắm. Cho nên cái phước tướng và cái phước phận của đời sống nó cũng có cái hình thức nổi ra bên ngoài. Cho nên nó thân thể hôi hóm không giống với mùi hôi của bẩn lâu ngày, cũng khác với mùi hôi thường ngày trên thân họ. Mùi hôi thật khó tả, nó khó chịu, biểu hiện của da là dạ, da người sắp mất dính vào áo. Thân của họ lúc đó không còn sức lực, đặc biệt họ không yên ổn, cứ lo lắng về cái gì đó. Cho nên cái người sắp chết hay là người thiếu phước hoặc là cái phước nó kém, nó cũng hiện ra những cái tướng bất thường, chứ không phải không. Hoàn toàn, tâm của họ hoàn toàn không trụ được, cứ sợ hãi, lo lắng, đó là những biểu hiện của cận tử nghiệp, đã bắt đầu đi vào phần tan rã của tứ đại. Năm loại khí trong thân người là bốn đại cùng ở với thân chúng ta, nhưng lại thường xung khắc và chống trái nhau. Lửa thiêu thì nước khô, nước nhiều thì lửa tắt, đất nhiều thì nước không chảy nổi, cháy nổi, mà nước nhiều thì đất rã rời. Do sự tương tác vậy, thân thể chúng ta rất dễ đi vào chỗ bệnh tật. Có năm loại khí căn bản trong thân người. Loại thứ nhất là khí trợ sinh, tức là khí trụ trên tim. Trạng thái thô thiển của khí này là hơi thở hít vào, hơi thở ra. Khi hít vào, không khí đi vào trong phổi và tạo ra sự trao đổi giữa oxy và carbonic. Khí đó đi thẳng lên tim. Từ tim có 20 sợi nguyên khí đưa về đan điền tại rốn, tiếp tục đi luân lưu khắp cơ thể và trở về tim. Từ tim dẫn sang phổi, đó là trạng thái nguyên khí. Người học về khinh công, học về nguyên khí, nhất là những người trong ngành đông y biết rất rõ về khí trợ sinh. Trong võ thuật đánh vào đan điền thì hết thuốc chữa, hoặc là trên thân người có 108 huyệt, trong đó có một huyệt di động, huyệt này chạy qua 24 điểm trên cơ thể, mỗi giờ ở một điểm khác. Chỉ cần đánh trúng huyệt đó thì người ta sẽ chết. Tôi coi bữa trước tôi ghi là T5, là Lý Tiểu Lâm là bị chết khi nó đánh mà nó không biết, khi nó đánh nhẹ thôi, nhưng mà cái giờ nó đến tự nhiên chết. Có cái tức là cái loại huyệt này nè, gọi là huyệt hẹn giờ đó. Cái việc đó nó cũng không cần mạnh, mà mình đánh nó thì tới khi mà bao nhiêu giờ nó đến cái chỗ đó nó bị bế tắc, nó không chạy qua được, thì tự nhiên người thấy mệt nằm xuống chết liền. Trên trường hợp mà Lý Tiểu Lâm chết, cho nên tôi có ghi cái chữ đỏ trong này. Cho nên ở trong này thì nói về cái vấn đề để chúng ta thấy về cái ngũ uẩn ấm tứ đại và tất cả con người cái lực sống nó như thế nào, lực chết như thế nào. Ở đây nó nói thì có cái tính chất là về y học hay là về hiện đại hơn. Còn ở trong Abhidhamma, trong Vi Diệu Pháp ấy, thì nó nói siêu hơn, mà nói về cái tính chất cái nắc tâm và cái sự biến đổi. Cho nên cái sát na tâm, một sát na nó có bao nhiêu lần cái vận tốc chuyển động.
Cho nên chúng ta sống này cứ sống chết mà chúng ta không biết chúng ta bị có một cái sự thường tại. Cũng giống như chúng ta nhìn một sự vật gì chúng ta thấy nó thường như đó. Nhưng mà chúng ta không không thấy là nó thay đổi. Giống như mình nhìn kim, mình nhìn cái kim giây, kim phút thì mình thấy được. Nhưng mà nhìn cái kim giờ thì mình không thấy nó đi. Thật sự nếu mình nhìn kỹ mình cũng thấy nó đi. Nhưng mà nó đi chậm lắm. Nó không... Còn kim phút thì có thể thấy được. Nhưng kim giờ thì thấy nó lâu. Nhưng mà chúng ta lơ đễnh ngó qua ngó lại cho chút thì chúng ta nhìn lại chúng ta thấy nó qua mấy phút rồi. Thì cái cơ thể chúng ta nó cũng vậy, đời người nó cũng vậy. Nó cũng qua mà chúng ta không thấy được, nó còn chậm hơn kim giờ nữa. Không thấy được. Nhưng mà một thời gian nào đó, một vài năm chúng ta không gặp người đó, thấy người đó. Hoặc là lớn lên, hoặc là già đi, hoặc là này kia đó. Cho nên cái thế giới này chúng ta sống trong cái chết. Cái sự chuyển động đó là cái chết rồi sống nó biến đổi. Chứ không phải nó đi xuông như dòng nước. Mà nó có chết thì nó mới sống được. Cho nên con người cái sự sống chết, nó, nếu mà người ta quán tâm hay là quán thân đó, thì tự nhiên người ta thấy được cái vô thường. Mà khi thấy được cái vô thường thì trong cái tâm của người đó, nghĩa là nó không tin tưởng được cái cuộc sống nữa. Nó thấy chúng ta sống ở trong một cái tính chất, nghĩa là nó đang quý diệt. Và cho khi mà hiểu lý vô thường rồi thì cái tâm chúng ta với cái lòng háo sống, muốn sống, cầu sống, tự nhiên nó dừng lại. Và đối với đời sống này chúng ta bắt đầu tới nhìn bằng con mắt khác hơn. Là không có cái tính chất bám víu thật như hồi trước nữa. Mà nếu cái gì xảy ra thì chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Mà mình không có cứng đầu, không có nói cái đó sao vậy, bởi vì nó là vậy. Cho nên hiểu cái giáo lý Phật đó, nó không phải nó làm thay đổi cái tà kiến, nó đạt được chánh kiến, cái đó là đã nhất định rồi. Nhưng mà nó rồi còn thay đổi được rất nhiều cái. Chúng ta hiểu tại đâu mà nó có cái nỗi khổ. Cái nỗi khổ tức là cái gọi là khổ thọ đó. Cái thọ, cái khổ nó là gì? Cái sự bức bách, cái sự dồn ép vào, ví dụ như vào hơi thở, cái khí, vào cái chỗ nhiệt quá, vào chỗ lạnh quá, hoặc là vào cái vấn đề tứ đại này kia. Cho nên tôi không có ngày nào mà tôi không quan sát cái thân thể cả. Tôi luôn luôn thấy. Cho nên trong cái khổ hay là trong cái sự biến đổi này kia đó, thì nó giống như là nó cho mình một sự nghiên cứu, một cái bộ máy mà để mình nghiên cứu nó. Nó rất có lợi. Và điều đó đứng về tâm ấy, thì mình biết nó như vậy. Thành do như vậy mình biết là cái chết không phải là mình đợi mai mốt mình mới chết. Bây giờ mình cũng vẫn đang bị chết. Nó đang bị chết và nó tiến dần tới cái chỗ nghĩa là dứt tận. Và mình thấy cái thân của mình ấy, thật sự nó không phải như mình thấy. Nó không có tồn tại gì cả. Và nó luôn luôn chuyển động. Cho nên mình sống, mình làm gì thì làm. Nhưng mà mình biết là nó không có thật. Đừng có bao giờ tin tưởng là mình phải sống đến ngày mai, ngày mốt hay bữa nào hay cả. Nó có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho nên mình biết được một cái lý do như vậy đó. Con người mình nó thêm được một phần yên ổn và cái tâm mình nó có một chút định hơn. Bởi vì mình biết những cái gì đến nó sẽ đến, mà cái gì không có thật thì đừng có mong nó. Mình đừng có ảo tưởng bất cứ một cái chuyện gì. Nó lần lần nó đưa mình đến cái tâm trí định tĩnh. Còn nếu mình không biết thì luôn luôn mình tưởng cái thân mình thì mình tưởng là mình mạnh khỏe ghê lắm. Nhưng mà mình ngủ một đêm sáng ngày nó khác. Ngày nay với ngày mai nó khác. Rồi mình tưởng là mình thế này thế kia cho đến khi mà mình cũng không nghĩ rằng mình có thể chết. Như thế này thế kia. Nhưng mà cái gì nó đến thì thực sự là chỉ có mình biết trước. Ở trong cái sự học hay là trong cái những cái định lý về vật chất cái này kia thôi. Chứ còn thường thường là mình cái thấy của mình đó là thấy thường. Chứ không phải là thấy vô thường. Mà nhờ mình vạch ra được cái lý
mình suy tư, mình đối chiếu, mình phân tích ra thì mình mới thấy, thấy vô thường. Mà khi thấy vô thường thì mình tránh, nghĩa là biết được, nghĩa là ngộ được vô thường đó, thì nó bớt được cả phần nửa cái lực khổ. Cho nên gọi là Sapa Sankara Nika, tức là tất cả những cái vận hành đều là vô thường. Sapa là tất cả, Sankara là sự vận hành chuyển động, Anika là vô thường. Mà cái vô thường thì nó cũng như nó là một cái chúng ta không chấp nhận được, không chịu nổi được. Bởi vì vô thường chúng ta thấy thì là chúng ta ngộ, thì chúng ta tiến hóa. Nhưng mà chính cái vô thường nó đưa đi đến một cái sự cứng nhắc, cằn cỗi, khổ đau, chết chóc. Và nó cho nên gọi là đi khá. Sapa Sankara đi khá, tức là đi khá là khổ. Và cuối cùng nó đưa đi đến cũng như tất cả, nhưng mà nó là vô ngã. Tức là cũng như Sapa Sankara đi Anatta, tức là không có chủ thể đâu, không có cái thật đâu. Đừng có tưởng nó thật, bởi vì nó không có chỗ nào dựa vào chỗ nào. Tất cả sự vật tuy nó nương nhau mà nó tồn tại, nhưng mà nó cũng chính cái sự tồn tại đó mà hủy diệt. Cho nên một cái cây, một cái bông hoa gì đó, nó được điều phối ở trong cái chất ẩm của đất, trong ánh sáng, trong nắng và trong gió, đủ thứ nó tồn tại. Nhưng mà cũng chính cái tồn tại nó biến đổi thì nó già hơn. Cái búp nó sẽ nở ra và nó sẽ tàn sau một hai bữa hoặc là một ngày. Nhất là hồi đó cái chỗ tôi ở nó có một cái hàng rào mà có hoa phù dung. Tôi có thấy những hoa phù dung mới nó nở ra sáng hồi cái mình thấy nó héo. Nó tàn nhanh lắm. Cho nên ta nói giống như hoa phù dung buổi sáng. Con người nó cũng vậy, nó cũng giống như hoa phù dung vậy. Chúng ta thường phải nghĩ cái đó, thường phải suy xét, thường phải thấy cái đó. Thì chúng ta sẽ tránh được cái nỗi sợ hãi của già chết. Bởi vì chúng ta biết nó là như vậy rồi. Nó là như vậy rồi. Và bây giờ nếu chúng ta có ngã xuống, chúng ta chết bất tử bằng cách nào đi nữa, thì chúng ta cũng thấy nó không có ngạc nhiên. Không có sự ngạc nhiên. Thì đó là nó vượt qua cái nỗi khổ của sự sinh tồn, của sự tồn tại. À, cho nên nó vượt qua cái tính chất mà chúng ta bị khổ khổ. Còn cái hoại khổ, hành khổ, ba cái khổ, thì những cái khổ mà nó nguy ngập, nó vùng lên, nó biến đổi một cách quá nhanh như một cái gì, một cơn bệnh hay là một cái gì đó, thì cái khổ đó nó lại là một cái khổ. Chúng ta phải một lần nữa quán chiếu thiền định thì chúng ta sẽ biết nó. Khi biết nó là gì thì chúng ta vượt qua. Rồi tới chữ cái hoại thực sự là cái khổ chết. Thì nếu mà chúng ta thường tu về cái chết, thường thấy về cái đời sống vô thường như thế này, thì cái chết tới đó thì nó lại là một cái cơ hội để cho chúng ta kêu bằng trắc nghiệm, để cho chúng ta so sánh trước khi chúng ta nhắm mắt. Thì do như vậy chúng ta cũng có thể hy vọng chúng ta giải thoát vào cái điểm cuối cùng. Khi nó bừng sáng lên rồi thì tự nhiên cái chết nó sẽ ùa vào và chúng ta sẽ bừng sáng lên ở trong cái linh hồn tỉnh thức đó. Thì chúng ta dễ giải thoát luôn. Cho nên lúc chết là cái lúc mà dễ giải thoát nhất, nếu chúng ta ngộ pháp, ngộ đạo trong lúc đó. Bởi vì sao? Lúc chết mà chúng ta dù có ngộ đi nữa thì cái sự sống nó cũng tồn tại, nó cũng như thế này. Và chúng ta bị một cái cảm nghĩ là thực tại như thế này, thế này. Còn khi chết, chúng ta vừa nghĩ như vậy mà nó tắt hơi liền là chúng ta, cái thân trung ám chúng ta nó sẽ có thần lực hơn nhiều. Bởi vì chúng ta không còn mê muội nữa. Và chúng ta biết rằng cái thân trung ám này là một cái sự khói mây, một cái sự kêu bằng của cái, nghĩa là một cái nghiệp nó dư tồn. Chứ nó không có thân thật, mà nó sẽ trong chốc lát này chúng ta sẽ đi vào một cái ống khói đen ngòm và chúng ta sẽ hiện hữu ở nơi một nào đó, tức là chúng ta sẽ đi tái sanh. Nhưng mà nghĩ như vậy là nghĩ theo thói thường thôi, nghĩ theo thói thường chứ thật sự chúng ta có rất nhiều cái sự khổ cực hơn, chứ không phải là nhất thiết là chúng ta được đi đầu thai, bởi vì nhân quả nó rất nhiều đời. Chúng ta có thể chôn vào bụng một con chó, một con bò hay là một con heo cho đến một con cóc cũng có nữa.
Bởi vì chỗ đó nó không có phân, nó không có hình tướng, nhưng mà nó có cái lực sống, và nó như một chút đợi khói, một xíu xíu, một cái hình dạng. Nếu còn ở trong thời của thân trung ấm thì nó giống như cái bóng vậy thôi. Chứ nó có hình mà không có chất. Nó giống như một cái bóng đi lơ lửng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thấy có sự sống, chúng ta biết chúng ta là ở đây, người đồ này kia. Nhưng mà thật sự khi khi nó cái đó mà nó góp chiếu thì nó không có chắc. Cho nên nó có thể đi vào một con người, nó có thể đến một vị chư thiên, mà nó có thể đi vào cái bụng một con cóc, con nhái, cho đến một cái con sâu cũng nó cũng vào được thôi. Đó. Cho nên dù chúng ta sẽ biết được tại sao mà trong khoảnh khắc mà nó lọt vào trong đó, nó giữa cái vô minh, gọi là vô minh ái thủ sanh phiền não đó. Hành hữu nhị chi thuộc nghiệp đạo đó. Tùng thức chi thọ sinh thanh tử, nhất chi đồng danh nhất khổ đạo. Cho nên những cái đó là người ta ghép lại để nghĩa là từ cái gì, cái vô minh ái và thủ, và cái phiền não, cái hỗn loạn nó nổi lên, và trong cái khoảnh khắc đó cái thức của chúng ta đi vào bào thai. Nhưng mà nói cộng, nói mà suôn sẻ thì nó là do một cái sự hút, một sức hút của một cái quen thuộc như cái nghiệp. Nếu mà chúng ta biết hoài và chúng ta nhuần nhuyễn đó, thì trong lúc đó chúng ta cũng nhớ lại, chúng ta nói ra, rồi mình sắp đi đầu thai đây, mình sắp cái này kia. Bây giờ nếu mình không muốn đi thì mình phải làm sao? Mình lập tức mình phải niệm Phật, mình phải nghĩ đến Phật, và mình nghĩ đến những cái pháp gì tuyệt đối. Vì đó thì tự nhiên cái tâm của mình, cái mê hoặc của mình nó ngừng lại. Và cái nguyện lực cũng như là cái quen thuộc của cái sức niệm Phật tự nhiên nó vùng lên ở trong vùng sáng, và nó thu rút. Chỉ trong chốc lát thôi thì chúng ta thấy là chúng ta ở cực lạc. Nó nhanh hơn, nó nhanh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần cái vận tốc của quả tiễn, của nghĩa là nó thực không có cái vận tốc nào mà nhanh hơn đó. Cũng như chúng ta chỉ bấm điện thoại ở đây, mà ở bên Pháp hay là bên Âu Châu người ta biết liền. Nhưng mà cái thức mình đi nó cũng vậy nè. Có thể nó cũng nhanh như vậy. Trên kinh nghiệm ngày trước, khi bản sư thầy ốm nạn, lúc đưa đi chữa bệnh thì thầy thấy có mùi tử khí tỏa ra. Đây là nói cái trung ấm của con người đó. Thầy nói với anh em thầy mình tử khí đã thoát ra rồi. Nếu chữa được, có sống thì cũng phải nằm đó 10 năm. Nếu như nó tỏa ra một lần nữa thì không thể cứu được. Quả nhiên mấy tiếng đồng hồ sau, nó tỏa ra mùi tử khí lần nữa thầy. Vậy là bản sư mất. Có vài Phật tử buồn hỏi sao thầy nói quả quyết. Có gì đâu, kinh nghiệm thôi, chứ không có gì hết. Một điều chắc chắn là từ khi toát ra lần thứ hai thì người sẽ chết, không thể cứu vãn được. Nếu có hơi thở ra vào thì chỉ là tàn nghiệp một chút thôi. Khí điều khiển từ hơi thở nằm trên đầu cuốn tim, nó rất quan trọng để biết đó là tái sinh về đâu. Nó bởi vì mình không hiểu, mình phải học cái chuyên môn này. Nhưng mà đồng thời ví dụ những vị mà có thần nhãn, hoặc là có thể là như những ngày có thể cái thánh nhãn như ngày Liên Hoa Sanh, thì người ta thấy cái điều đó trước mắt đó. Cho nên trong cái tử thư rồi Tây Tạng người ta cũng có diễn tả đến những cái lúc mà đi đầu thai. Cho nên mình có hai cái môn học, và nhất định mình phải học cho thật rành. Một là học về cái chết, hai là học về sự sống. Sự sống thì mình phải học về môn vi diệu pháp, môn Abhidhamma. Còn sự chết thì mình học phải từ cái tử thư Tây Tạng cho đến tất cả các sách về sách chết. Nó có những cuốn sách của người Ai Cập của thời xưa ở bên Âu Châu nó cũng có. Nhưng mà tôi có nghe nói thôi chứ tôi chưa đọc cái đó. Cho nên tôi sẽ tìm coi thứ nó không thấy họ xuất bản. Khí chuyển nhượng, điều khiển nuốt nước thức ăn.
Bởi vì chúng ta thấy, ví dụ như khi mà chúng ta khô miệng hay là này kia đó, nó cũng là bị rút cái khí đó. Đáng miệng tất cả mọi cái. Cho nên ở đây nói về khí này, loại khí, đây là loại khí thứ hai. Cái tức là khí chuyển nhượng, khí này nằm tại lồng ngực, vận hành qua cổ họng và miệng. Khí chuyển nhượng điều khiển việc nuốt thức ăn, tiết nước bọt, điều khiển các khớp xương, điều khiển lời nói. Khí chuyển nhượng dừng thì không nuốt được nước bọt, cũng không ăn được nữa. Tay y thường nói là dùng lực để nuốt. Thật ra nếu không có khí chuyển nhượng vận hành thì lực, tức là cái nuốt mình đó, đứng yên một chỗ. Cũng giống như nếu không có khí vận hành thì bốn mùa vũ trụ đứng yên. Bốn mùa đứng yên thì không có mưa nắng. Không có mưa nắng thì mọi thứ đứng yên, con người cũng sẽ chết. Đây chính là khí chuyển nhượng. Người ta chia ra làm loại khí. Loại hạng khí thứ ba là khí toàn thân. Khí toàn thân là trụ giữa đỉnh đầu, có chức năng tác động khiến cho con người có thể cúi, co gập, co duỗi từ tứ chi, khéo mở miệng, mí mắt. Như vậy là có ba loại khí, khí tồn tại trên đỉnh đầu, trên tim và lồng ngực. Khí phá được khí toàn thân thì tứ chi còn sức lực nữa. Cho nên người ta luyện khí đó, người ta phải luyện qua những việc đạo để đưa dẫn loại khí. Nhưng mà từ cái loại khí này nó tiếp tới loại khí kia, nó biến đổi. Cho nên ví dụ như bây giờ mỗi lần tôi biết tôi ra tôi phải ngồi thì tôi phải ngửa mấy cái, tôi phải cập xuống mấy cái, tôi làm một vài cái thế giống như là thế thao hay là một cái gì đó, để cho toàn thân cái gân cốt nó, tôi chỉ làm trong vòng 2-3 phút thôi, thì nó trở lại nhẹ nhàng hơn một chút. Và trong khi nếu mình ngồi yên một chỗ thì cái khí nó cũng không có lưu động lắm. Cho nên người ta ngồi mà qua 3-4 tiếng đồng hồ thì phải bị tê chân. Có người ngồi vài tiếng nó cũng tê chân, có người ngồi 4 tiếng trở lên thì nó bị tê hết. Tê chân, 4-5 tiếng nó tê chân bởi vì nó không vận động được. Mà chúng ta thì thường thường chúng ta biết cái máu nó đứng rồi, chứ chúng ta không biết những cái loại khí mà vi tế này nó đi qua những đường kinh nguyệt. Cho nên chúng ta nghe học cái này nó cũng giống như chúng ta nghiên cứu sâu vào trong cái y học thân thể vật lý vậy đó. Nó rất vừa khoa học, nhưng mà cái này thì nó thuộc về cái sách của Tử Thư, nhưng mà cái loại sách này nó cũng rất hay. Nó thuộc về những cái bản văn rất cổ nhưng mà nó cũng là rất hiện đại. Đó. Cho nên nó nói được là những cái điều khó khăn. Khi chúng ta biết như vậy đó thì cái người mà chúng ta vừa có cái sự hiểu sâu, cái chuyên sâu vào trong cái nội tiết của thân thể và khí này kia, thì chúng ta sẽ xoay vào bên trong, chúng ta yên lặng, chúng ta nghe và chúng ta cảm nghĩ. Cái biết ban đầu đó nó làm cho chúng ta dừng được cái điểm chính xác. Chúng ta thấy những cái điểm dừng của cái sự chuyển động. Và khi chúng ta yên lặng thì chúng ta biết những cái huyệt đạo hoặc là cái hơi thở này kia đó. Đó. Còn nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta cứ thiền mà chỉ có hơi thở không. Nhưng mà định thì nó cũng không thể định, nó không thể vào thiền được tới sơ nhị tâm tứ gì. Còn cái sự thấy thì là chúng ta bị biết. Còn bây giờ chúng ta thấy trước, chúng ta biết trước nhờ cái pháp học. Chúng ta học trước thì chúng ta bước cái ý thức vào bên trong thì chúng ta sẽ gặp gỡ. Cũng như chúng ta biết được cái việc trung cực chỗ nào, việc đơn điền chỗ nào, cái việc trường cường chỗ nào, thì chúng ta ý thức, chúng ta nhắm mắt được, thì chúng ta có thể tạm thời đưa cái khí một phần đến đó và chúng ta chuyển. Hoặc nếu không thì nó hơi cực một chút, chứ chúng ta làm một cái thế giống như cái thế yoga, thì chúng ta uốn éo thì nó vận động vậy. Bởi vì con người nó cần trôi chảy, cái thân mà nó không trôi chảy thì bây giờ chúng ta có ăn uống hay chúng ta có bệnh, có mạnh khỏe thì nó cũng không có mạnh khỏe bằng một cái sự nghĩa là trôi chảy ở trong các cái huyệt đạo của mình. Còn cái tâm cũng vậy nè. Cái tâm nếu mà chúng ta không hiểu nó, không biết nó thì bây giờ chúng ta học tới đâu nữa thì nó vẫn dốt thôi.
Đấy, chúng ta biết thì chúng ta biết, chỉ biết tạp nhạp cái bên ngoài, còn chính nó thì chúng ta không biết được. Vì thế cho nên đứng về tâm học thì chúng ta cũng phải học về thân, và lần lần cái thân nó ảnh hưởng về tâm, và từ cái, những cái tâm thô bạo cho đến cái tâm vi tế, cho nên tất cả các loại tâm thì chúng ta cần phải có sự học và sự tu. Sự học như là chúng ta học về vi diệu pháp hay này kia, còn chúng ta tu thì chúng ta giống như vipassana hay là có cái pháp thiền sâu xa. Trừ khi chúng ta một pháp mà chúng ta thành tựu thì tất cả các pháp cũng nó cũng sẽ mở ra. Ví dụ như chúng ta trì chú, mà trì chú nó định tâm rồi thì tất cả người nó cũng thông, âm thanh sắc tướng gì nó cũng biểu hiện ra được. Hay là chúng ta niệm Phật. Cho nên hồi xưa tôi cũng phải đi được chỗ này chỗ kia, các vị thầy rồi này kia, tôi cũng yên lặng mà để thăm dò và học hỏi những điều đó. Cho nên tôi thấy có thật. Có một lần tôi gặp một vị thầy, ông cũng hơi lớn tuổi rồi, tôi, trời ông đẹp không thấy tướng được. Tôi đến tôi vô tôi ngạc nhiên, tôi thấy da ông tôi sao nó đẹp, đẹp như một vị thần vậy. Vì sao? Lẽ tôi hỏi, rồi hòa thượng khỏe không? Ông cười. Thì tới khi mình hỏi là xã giao thôi chứ không biết. Sau này nhưng mà tôi biết thật sự là ông niệm Phật chứ không có gì. Ông niệm Phật kỳ diệu lắm. Người mà ông nó lạ lắm, nó biến đổi nó. Cho nên nó thành cái vấn đề tu á, nó là thay đổi. Cũng như một người trì chú nó cũng quyền bí lắm. Nó, bởi vì khi mình trì chú hay niệm Phật á, thì nó nhuần nhuyễn trong một cái âm đó. Ví dụ như nó sắp đặt một cái âm, nó có những cái từ cũng như âm dương hay là bình tắc, tức là những cái nhịp độ nó điều hòa. Dĩ nhiên là cái công đức và cái sâu xa của cái pháp quyền diệu thì mình chỉ chí tâm là đủ, mình chỉ chí tâm và mình tụng đúng như là trong kinh. Nhưng mà thực sự là cái tính chất cũng như một cái nguyên âm cũng giống như chữ ôm, chúng ta niệm thì chúng ta thấy cái luồng khí nó đi ra mà nó phát ra giống như một cái loa nó. Cho nên những cái chữ như ôm mani bóc, mỗi chữ nó đều khác. Mà thật sự chú Đại Bi cũng vậy, mỗi từ nó khác. Mà hiệp là mấy từ đó, chúng ta tụng một từ thì tự nhiên chúng ta thấy trong người nó khác. Cho nên tại sao gọi là cái chú gì đó, ăn lãm đó, ăn lãm, ăn hồng mật lị đó, ấm si lâm một lâm hồng mật ra, ngũ bộ chú đó, ấm ha tắc đa đa bắc ra. Mà mỗi cái âm thanh chúng ta coi kỹ nó khác ấy. Không phải nó khác vì cái chúng ta thấy hiểu, nhưng mà nó có một cái khí đi khác. Ấm chức lệ chú lệ chú đề ba ba. Cho nên tôi có khi tìm hiểu mệt thì tôi đọc hết. Đọc hết rồi tôi đọc, đưa cố gắng đưa đến sự nhất tâm. Thì tôi thấy nó có một sự hòa hợp cũng kỳ diệu lắm. Cho nên trì một cái dòng chú như nó dài, nó bằng gần hai lần cái công phu mỗi đêm vậy đó. Nhưng mà Lăng Nghiêm thì sợ có hồi nó quen, từ ví dụ Đại Bi lập chú, nhưng mà có hồi thì trì những cái chú khác như chú Kim Cang Thần hay chú Đại Bảo Quang Bát Lộ Các Thiện Trụ Quy Mật Đà Ra Ni, hoặc nhiều cái chú đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình trì chú thường vậy được, tự nhiên mình thấy mình không có tâm vậy đó, mình không có tâm niệm vậy cả. Rồi từ cái đó đó tôi mới nghĩ qua cái tính chất của cái niệm và vô niệm. Bởi vì thỉnh thoảng nó nổi lên những cái âm thanh của chú hay là nó nổi lên cái âm thanh của Phật thì mình thấy biết nó rõ ràng. Rồi một hồi thì khi nó qua đi được cái niệm mà mình gọi là vọng tưởng nó vừa xảy tới thì mình bắt gặp được. Bởi bình thường mình không có bao giờ mình thấy đó là bởi vì mình tự tạo ra cái niệm, mà cái niệm cái âm thanh đó là nó nằm trong chú lực. Cho nên mình khi mình niệm tức là mình lắng nghe, cái lắng nghe tức là định rồi, mà cái nghe đó là huệ rồi, tức là mình nghe đâu phải mình nghe lỗ tai tiên, mình nói mình lắng, nhưng mà thực sự nó nghe cũng giống như mình nghe nó nhẹ nhẹ trong, cái gì nó chuyển động bên trong mình biết hết. Cho nên do vậy mình biết cái niệm á, mình cũng biết giống như một âm thanh. Cho nên khi cái âm thanh nó đến thì mình biết.
rồi lần 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 cái biết mình, rồi cái khi mà nó qua hết cái luồng mà quen thuộc cái nội lực của nó rồi thì nó ngừng lại, thì mình sẽ thấy sự trống không. Rồi bỗng nhiên một cái niệm, một cái nghĩ gì nó xảy đến thì là mình thấy, nhờ mình nghe thường, mình tụng đọc thường thì mình ở trong chỗ đó, cho nên nó xảy đi mình thấy, chứ mình không có cố công hay cả. Cuối cùng đến một lúc mà nó sòng phẳng, nó trong veo, nó cũng như nó sáng sạch ở trong đó, nó không có một cái tưởng gì, không có gì, thì mình biết đúng là cái tâm thể của mình nó không tên, không niệm, nó không có gì hết cả. Cho nên mình thấy khi mà nó từ cái không đó mà mình khởi ra một cái gì, nó rất là kỳ lạ. Đó. Cho nên mình biết cái vũ trụ hình thành và tất cả nó phát sanh ra, tất cả hiện tượng tâm vật nó cũng từ đó. Cho nên mình nghiên cứu qua những cái triết học về lượng tử, hay là về cái lão tử, hay là những cái vấn đề tâm học đó, thì mình dễ hiểu hơn. Nếu mình có cái căn bản nào của chính mình đó, thì mình hiểu hơn. Còn khi không thì mình không có hiểu được. Ví dụ như mình nghe một câu đạo khả đạo vi thường đạo, thì mình thật sự mình có thể dịch ra mình hiểu được, nhưng mà mình không thể thấy được cái điều đó. Mình không thể thấy được cái đạo ở trong cái đạo thường hay là cái đạo vô thường là cái gì. Cho nên có những cái bí quyết nó gần như là trường sanh hay là bất tử gì, nhưng mà nó chỉ là một cái âm thanh thôi. Cho nên ở trong chú Đức Phật thường hay nói những cái quyền diệu này kia, những cái công thức công đức của nó đó. Khi mình trì câu chú đó thì được cái phước đức gì, được công đức gì, hoặc có khi mình được sống lâu giàu có, hoặc như ý cái này cái ý cái kia đó. Thực sự cái đó trong cái âm thanh đó, và trong nó kết hợp với cái vô niệm, cái lặng tĩnh đó, nó phát sanh ra những cái lực rất khó hiểu. Cũng như tự nhiên mình không nghĩ và mình cứ mình nói nó được, làm sao mình không cần nghĩ gì cả. Mình nói, mà khi mình nói mình cũng không biết là trước đó nó là gì, nó mình đâu có thấy cái niệm đâu, mà sau nó mình không biết nó đi chỗ nào. Chẳng những mình không biết về cái âm thanh, về cái tính chất biến hiện của nó, mà mình cho đến nỗi cái nó cấu trúc cái từ đó mình cũng không hiểu được. Mà khi mà mình không hiểu được cái đó thì mình yên lặng là, thì là mình là thấy nó, mình thấy nó. Khi mình thấy nó thì là mình thấy cái biến hiện của nó, nó từ một cái cảm xúc thầm kín của cái thọ, cái muốn, cái rồi nó mới kết cấu thành một cái đường dây, một cái tính chất, một cái hình ở trong vô hình vậy đó. Và nó đi đến một cái khoảng nào đó ở trong cái não trạng của mình, thì nó thành ra những cái tư tưởng, những cái dây tư tưởng. Đầu tiên là những cái tưởng, những cái tưởng. Mình nói là những cái nghĩ là nó ngừng lại để nó đẩy tới. Còn tưởng là mình nhắm vào cái nó có thật ở bên trong, nhưng mà bây giờ mình nhắm vào cái đó, thì thật sự là nó không có thể diễn tả lời được, nhưng mà mình diễn tả cái trạng thái khúc và đẩy của nó ở trong sâu xa đó. Cho nên nó phát, nó hình thành, nó ló lên những cái hình tướng, những cái dạng âm thanh bằng những cái dấu hiệu nào đó, nhưng mà nó rất mơ hồ. Và từ từ trong cái biết của mình đó, nó thành, nó biết là mình phát lên thì nó cái được cái đó nó phù hợp với một loại âm thanh. Cũng giống như chữ A, thì thực sự mình phá miệng ra, mình A, thì là mình phải nhấn vào chỗ đó, Ý thì nó khác. Cho nên những cái âm thanh nó rất quyền diệu, thành cái chữ chú đó nó cũng rất là quyền diệu. Cho nên lục tự chú, lục tự môn, người ta chuyên môn học về cái, từ đó nó diễn ra, và sau đó mình biết tự nhiên nó sẽ sanh ra một cái nhuần nhuyễn của cái sự phân tích tất cả từ và thơ, và hiểu biết được những cái cấu trúc của cái tư tưởng của mình. Thì lúc đó mình không có nói là tôi là tôi này kia, mình thấy nó thật sự là mình có một cái gì đó sai lầm mà mình, nó có thể nói thẳng ra mình nói bậy bạ, chứ mình đâu có khi nào mình có cái tôi gì đâu.
cái từ đó nó không có chính xác gì, không có đúng vào chỗ nào cả. Đó. Nhưng mà mình biết đó thì tự nhiên, nhưng mà mình cũng dùng ở trong những thời kỳ nào đó, mình cũng dùng cái chữ, cái từ tôi hay là cái gì đó. Bởi vì mình biết cái, nó, cái tư tưởng, cái âm thanh đó nó cấu trúc bằng cái gì, bằng cái thức gì, mà cái thức đó nó bằng cái tự cái dục và cái sự xác định, cái sự cân bằng của một cái lượng mà nó đúc kết ở trong đó, để mình tưởng rằng cái điều đó có thật. Nhưng mà thật sự tất cả nó đều là tư tưởng, đều là cái tư tưởng nó biến hiện ở trong cái nghĩ nhớ. Cho nên thấy biết nhớ để sanh ra đêm ngày đó. Nếu mình không thấy, không biết, không nhớ thì cái đêm ngày nó đâu có đâu. Không có, không phải nó không có. Nhưng bây giờ nó có đến trước mặt mình cũng không thấy, không biết nữa. Cho nên cái đầu tiên là mình sẽ biết được cái gọi là thời gian. Mình biết thời gian giữa cái tâm niệm mình và giữa cái tính chất của hư không. Và sau đó mình thấy, mình biết được thật sự cái không gian là gì. Chứ không phải là không không này. Mà biết cái đó là mình biết gồm hết tất cả những cái mà hình thành và cũng như sanh diệt á. Nó từ cái thời và không đó. Và trong khi đó nó thay đổi những, chẳng những nó thay đổi cái sự hiểu biết của mình, mà nó thay đổi cái sinh mệnh của mình, nó thay đổi cái lực sống của mình, rồi nó thay đổi kể cả tuổi thọ của mình. Nó có những cái, nhưng mà nếu nói ra cái đó thì phải dùng rất nhiều cái từ, nghĩa là nó khéo léo thì mới diễn tả được. Cũng như nó tại sao nó hình thành một cái từ, nó trở thành một cái tưởng. Một cái tưởng và một cái tư. Cho nên giữa cái tư, nếu không có cái tư đó, nó cũng không có cái tưởng nữa. Cho nên cái chữ tư và tưởng nó gần nhau. Cho nên tưởng tri, thức tri đó. Cho nên cái gì mà hình thành tư tưởng nó cũng quá cái gì. Gì mà ngủ ấm á. Không, nhưng mà hình thành à, cái vọng, bởi vì cái từ vọng nó là cái từ không phải của mình, mà nó cũng giống như một cái bụi rất là vi tế. Cái vọng tưởng đó mà nó bị một cái sức hút nào nó hút tới thì tự nhiên nó hình thành giống như mây, rồi nó hình thành ra cái móng, cái giống như màu sắc của mây, trong đó nó có lực ánh sáng của tâm. Và nó uốn éo, sau đó là nó tạo thành một cái sự, nó cũng như là tứ đại mình đó. Nước, lửa, gió nó hình thành ra. Ở bên ngoài thì mình thấy giống như cái móng hay là những làn mây. Còn bên trong nó hình thành những cái mơ hồ lắm. Mình nói chứ có khi là do cái mình biết mà mình nói, chứ không phải là do cái mình thấy. Cái thấy đó nó từ một cái biết. Mà cái thấy, từ cái thấy là cái thấy của nghiệp. Mà cái thấy từ cái biết là cái thấy của trí, của tuệ. Cho nên mình muốn diễn tả ra một cái mà để cho mọi người chấp nhận hết thì cái điều đó không dễ. Cho nên do vậy, nhưng mà có một điều, khi mình biết được cái tư tưởng rồi thì thật sự ra mình nó cũng như nó rất là thất vọng. Mình thấy mình không có gì cả, mình không được gì cả, và mình nói năng toàn là bậy bạ không. Bởi vì cái tư tưởng đó nó mới hình thành ra cái âm thanh để mình cấu trúc thành những tiếng lời. Những cái từ đó nó toàn là nhớ lại, mà cái thời gian nó nhớ lại là nó rất vô nghĩa, nó không có sự thật. Cho nên mình nói cái gì cũng vậy, mình suy tư đồ này kia toàn là một cái tính chất hồi ức lại, hồi ức mình nhớ lại. Cho đến khi cái sự nhớ lại đó nó, nếu mà nói theo ví dụ khi chết hay là khi mình đến với cái hiện tượng thì nó gọi là nghiệp. Cho nên cuối cùng là mình biết cái nghiệp là cái gì, có người là nghiệp gì. Cho nên mình lúc đó mình sẽ tạo ra tự động, mình biến ra những cách sống theo mình thôi. Mình không còn theo ai nữa. Mà theo mình không phải theo mình, mà mình biết uyển chuyển theo sự sống đó. Cho nên vấn đề đó là vấn đề mình cũng như giải mã ra cái cuộc đời, cuộc sống, sinh tồn hay là con người hay là bất cứ cái gì. Nó đều nằm trong cái sự hiểu biết của gốc đó. Từ cái gốc đó mà nó sanh ra, cũng như từ cái gì đó trước đó nó mới sanh ra khí, mà từ cái khí nó có nặng nhẹ, nó cuốn hút, nó thu thập, nó mới sanh ra những cái động,
vừa nó làm cho mùa xuân hạ thu đông biến đổi, vừa nó làm có mây mưa sấm chớp, nó từ từ nó cũng ở trong không gian vô hình đó nó sinh ra thôi. Và nó sang mùa, từ mùa xuân mà chuyển ra mùa hạ, mùa thu đông, nó chỉ chuyển biến khí đó thì nó làm thay đổi được được cái những cái bông hoa cây cối, rồi nó tạo trong không gian những cái độ ẩm ẩm, cái độ nhiệt hay này kia đó. Cho mình phải căn cứ vào cái vật chất và cảm xúc đó thì mình nói nó bây giờ là mùa gì, mùa đông hay mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Thì cái biết của mình nó qua cái cảm giác của cái sinh lực, nghĩa là của vũ trụ đó, của cái thời gian, gọi là thời gian và không gian đó. Là bởi vì mình biết cái thời gian và không gian là cái gì, chứ không phải là mình nói. Thì mình thấy cũng như mình thấy thời gian, mình thấy không gian. Nhưng mà điều này mình muốn nói mà để mà tặng cho những cái người nghe đó, thì thực sự mình cũng bất lực dữ lắm. Mình nói đến một mức nào đó người ta tưởng tượng thôi, chứ còn mình không chỉ được. Cũng như mình thấy bây giờ nó đang hình thành một cái niệm đây, nó sắp nghỉ đây, gọi là nó sắp nghỉ đây, mình có cảm giác đó nhưng mà mình chưa thấy đâu. Một hồi thì mình thấy nó lên một ý nghĩ. Ý nghĩ, nhưng mà cái ý nghĩ đầu tiên là nhiều khi nếu mình nghĩ mà quen thuộc thì nó nói là tôi muốn. Cái muốn đó nó không phải là một cái từ, nhưng mà nó là một lực trỗi dậy. Trỗi dậy, nó trỗi dậy và nó vừa đẩy vừa hút. Nó giống như một cái không gian mà nó lạ lắm. Nhưng mà rồi một hồi nó cảm thấy một cái gì quen thuộc và cái nghiệp đó mình nói tôi muốn. Cái muốn thì nó cũng chưa có cái hình nhưng mà nó có cảm xúc rồi. Nó có cái thọ ấm trong cái xúc ấm nữa. Rồi cái muốn đó, rồi bây giờ tự động nếu mà có người nó muốn gì hay là tự nó thì nó cũng sanh ra một cái hình của tư tưởng. Thì gọi là nó nghĩ tôi muốn đi đây, tôi muốn làm việc đó, hay tôi muốn gặp người đó, người kia. Nó sanh ra, nó cái nguyên lý nó vậy đó. Nó mới sanh ra cái tưởng, cho nên gọi là thọ tưởng. Thọ tưởng rồi nó mới chuyển động cái tưởng, nó không ở đó, cho nên nó vọng, nó gọi là hành. Hành tức là cái chuyển động. Trong cái hành đó nó va chạm với một cái vùng trong veo, nó gọi là tâm. Cái vùng đó nó không thể, mình không thể thấy được mà mình chỉ cảm giác mình biết thôi. Thì trong cái vùng đó nó sanh ra một cái sự nhóm lại. Nó sự nhóm lại, vậy mình nhóm tới chỗ nào nó định tâm, chỗ nào thì chỗ đó nó hiểu biết, thì gọi là cái thức. Cho nên mình biết từng khối, từng giai đoạn như vậy, thức. Rồi khi mà qua rồi cái chỗ đó thì nó trả lại, cái gọi là tâm. Nhưng mà bây giờ mình không thể vẽ vời để biết được. Cho nên ở trong cuốn Tâm Toàn Giác đó, hồi đó tôi cũng vẽ 180 cái đồ hình. Bằng cái đồ hình đó mà rồi không biết nó có trúng không lâu ngày rồi. Cho nên cái vấn đề này là một cái đề bề mà chúng ta nó phải có một cái sự phát minh. Tôi vẽ ra vũ trụ 119 cái đồ hình. Nó bắt đầu từ những đồ hình như thế này. Mỗi cái đồ hình nó về. Hồi đó nó nhờ mấy người họ cũng có điền vào cái tiếng Pháp, tiếng Anh trong này. Về thời gian, về không gian, về cái sự co giãn của tất cả trạng thái, nó thuộc về Subha, Cật Đa, về sắc Pháp này, Vedana, là Kangara, Vidana, tức là những cái thức biến đổi. Như cái này từ cái mình theo cái kinh Phật là Kích Du Trần này, Dương Mau Trần, rồi Ngư Mau Đầu Trần, Thố Mau Đầu Trần, Thủy Trần, Kim Trần, Vi Trần, Cực Vi Trần, Lăng Hư Trần. Đó là ví dụ ánh sáng từ trái đất nè, về mặt trời nè, rồi những cái bóng tối, những cái mặt trời về solar, lunar, mặt trăng này,
rồi có cái nguyên tử và điện tử này, cái này mình tưởng tượng mà mình ấy thôi, tưởng tượng. Chứ thực sự tôi không có học tới cái mức này, mà tôi tự vẽ ra, tôi làm thử thử nó mình có kết thúc được không. Cho nên tôi làm 119 cái đồ hình. Bởi vì cái nói có nhiều khi nó không đủ, nhưng mình vẽ ra tượng trưng. Bởi vì trong vô hình mình cảm thấy dường như mình thấy điều đó, nhưng mà mình không biết nó là cái gì, mình vẽ ra rồi mình tự nhiên mình đưa cái tự tính biết rồi đó, nó mới đưa vào cái tính chất. Cũng giống như là mình biết, con người mình biết cái chỗ nào mà mình mệt mỏi, thì cái đường uốn éo của mình đó, nó đưa qua cái chỗ đó. Cái thì mình nó đẹp, nó bẻ qua cái quyệt đó, mình kiểu cái rớp. Cũng giống như mình bẻ cái tai vậy đó, cũng như mình bẻ cái tai. Tự nhiên mình biết cái chỗ này kéo ra như vậy thì nó khỏe. Mà cái khỏe, cái nhẹ đó mình có kinh nghiệm trước, cho nên bây giờ mình thấy nó kẹt kẹt chỗ này, cái mình rút cái đó. Đấy đó. Rồi đến khi mà tất cả chỗ nó không kẹt rồi thì mình thấy, mình nói ra thì nó không bao giờ trúng, nó thông rồi. Nhưng mà nó thông thì nó mình đâu có phải là mình nói được. Lúc mà mình không còn nói gì được hết cả thì mình thấy cái tự nhiên cái tâm nó là cái thân của mình nó tròn đầy. Cho nên lúc đó tôi mới nói là cái tâm đó là nó sẽ sinh khí, là khí sẽ sinh lực. Thành tự động tôi mới xách một cái món đồ nào đó, dù 5 kg, 10 kg, 20 kg cho đến 30 kg, vì vậy tôi thử xách thì tôi biết là cái lực của mình đó, nó từ đâu mà nó sinh ra cái lực đó. Nhưng mà mình nói cho người ta dễ hiểu thì mình nói tâm khí bất nhị. Cái lực đó nó có thể nâng, nó có thể đẩy và nó có thể chặt, nó có thể gọt. Mà nó không phải là cái lực cơ bắp, không phải là lực luyện tập. Cho nên tôi mới nói này là một cái tính chất mình khám phá ra tâm. Bởi vì nó tâm không ai thấy cả. Bây giờ nó ngay cả ví dụ như bây giờ mình muốn tìm một cái sức mạnh, một cái lực đẩy, lực hút, thì mình không thấy, mình nói cái tâm thì không có được. Cái tai thì nó cũng không có được, cái tai nó dựa. Nhưng mà mình biết là tâm nó đi khắp tất cả, nhưng cái tai này nó cứng lên nhảy xuống. Nhưng mà ví dụ như mình cứng lên thì mình tăng, hay là mình nắm tai, mình nắm ra. Thì cái này là tự nhiên mình làm, mình có dụng ý thì mình nắm cho cái này được. Mình có thể đánh được, nó tay nó như thép, có thể mình đánh cái này là nó tan ra. Nhưng mà cái lực đó nó từ đâu? Không phải là cái lực, bởi vì mình rất yếu. Ví dụ như tôi bây giờ là thật sự là tôi đại diện cho cái gì yếu nhất, cái gì mà nó trở ngại nhất. Với cái tuổi tác, với sức yếu, với cái không khí lực, rồi với sự đau ốm, với sự ông ăn uống, tất cả nó đều không có cái lực, nó thuộc về vật chất. Còn cái luyện tập ấy, thì mình phải có lực luyện tập này. Trước hay là cái lực cơ bắp của tuổi trẻ, nó là thiên khí. Cái đó là cái lực của cái sức động của mình làm việc hay mình tập luyện để nó giữ lại cái độ đó. Và mình có học một cái bí quyết nào đó về cái vấn đề kinh lạc hay vấn đề cái vận luyện khí. Nhưng mà hoàn toàn tôi không có điều đó. Không điều đó, nhưng mà bây giờ tôi có thể sử dụng cái. Nhiều khi nói thật chứ tôi đánh cái này thì cái này nó gãi thôi. Mà tôi nói như vậy sao cái tay mình nó không đau? Thì tôi biết là cái khí nó bao bọc hết. Mà cái khí này từ đâu nó sinh ra? Nếu mình muốn theo bình thường thì mình phải vặn tay, mình phải trăng ra, mình phải căng ra để cái khí nó tụ lại. Nhưng bây giờ không. Bây giờ chuyện này nó tôi tưởng tượng giống như mình nhấc thốn quyền vậy đó. Giật mạnh lắm. Chứ còn mình đánh vậy thì nó không mạnh, nhưng mình đánh vậy một cái thì nó rất là mạnh. Đó. Tôi tự chơi vậy thôi, đây là trò chơi, nhưng mà mình để mình thử hiện cái sự vật chất và cái tinh thần của mình đó. Và nó tạo ra một cái vô hình và một cái gì mình có thể ứng dụng được. Ví dụ độ mạnh, hay là độ sức đẩy, hay là nếu mình có thể đi, chạy, hay là mình làm cái gì đó. Thì bởi vì mình nghiên cứu này nó có tính khoa học, chứ nó không nói về cái tính chất quyền hoặc thần thông tôi là cái này cái kia gì hết cả. Nó sinh ra thì khi nó cuối cùng á, thì nó sinh ra lực đẩy, lực hút, sức mạnh và cái sức nhanh nhẹn và
và cái tính chất mà mình nó bỏ qua những cái mạnh yếu được của cái tuổi tác không có, không cần. Lúc đó mình không nghĩ đến và không có gì cả. Tôi trở thành một người mạnh vô điều kiện. Nghĩa là tôi có thể, không phải là mình mạnh gì ghê gớm, nhưng mà mình có thể ngon với một cái thời tuổi trẻ. Ví dụ tôi có thể vật hay là đánh hay là đẩy một người có thể là trẻ trung, thăm mấy tuổi, 30 tuổi hay là 40 tuổi trở lại 20 tuổi đó. Thì mình có một cái lực khả năng như thế. Thì tôi mới biết là cái tính chất thực của cái lực đó là nó do tâm. Cái tâm này á, nó không còn vận chuyển, nhưng mà cái tin tưởng nó tràn đầy trong thân mình thì nó thành ra khí. Nó cái khí thiên tiên nó cũng giống như nó tạo ra cái da mặt mình, hay nó tạo ra cái sóng mắt mình, nó tạo ra một cái khí mà tự nhiên mình không có sanh ra một cái gì hết cả. Nó tự tạo ra, hay mình muốn tạo ra thì nó tạo ra. Nó rất là mạnh mẽ, nó tự động nó vậy thôi. Còn khi mà mình chơi giỡn thì mình tăng răng, mình làm một cái khóc. Cho nên nhiều khi mình có thể biến đổi cái màu sắc qua cái lực khúc và đẩy. Mình có thể tạo ra cái mặt nó hơi xanh, hoặc là nó đỏ, hoặc nó vàng. Đó. Nhưng mà mình làm thì người ta tưởng là mình tà đạo hay là ma quỷ gì đó. Coi nó không được. Mình biết. Cho nên do như vậy, ở trong sức nó tạo ra sắc. Mà trong sắc, sức, tâm nó tạo ra cái chỗ lực thu rút nhanh hay là chậm. Nó trơn tru. Nếu mà nó không trơn tru thì cái tai của mình nó không có vận động điều hòa được, nhanh nhận được. Đó. Cho nên tôi nghĩ là cái vấn đề học Phật á, học về cái sự giác ngộ á, nó không phải nói không. Nhưng mà cái đó, cái câu nói, cái từ nào mình nói đó, cái từ đó nó hút đi, nó mất đi. Nó mất và nó biến thành một cái lực nào đó. Ví dụ, cũng như mình giận hơn, có thể đưa lên con mắt. Mà mình thương yêu, mình cũng có thể đưa xuống con mắt. Mình có thể đưa nó. Cho nên cái tâm nó hiện ra cái lực đó. Ví dụ mình thương mấy người đó, mình đưa con mắt dịu dàng nó khóc. Còn mình chặn, mình ấy nó khóc. Thì thế, mình ngưng cho một xíu thôi. Mà trong đó mình đâu phải mình học cái đó của ai đâu. Mình biết cái đó. Đó. Cho nên như vậy thì cái gì mà nó làm thay đổi tất cả, từ tướng, sắc, hình dung hay là vẽ ra thân người, nó cũng thay đổi. Rồi đến lúc nào mình cũng có thể thay đổi sự vật được. Tôi tin như vậy đó. Cũng như mình làm, mình có thể làm cho cái cây đó nó có cảm được và nó nở hoa, hoặc làm cho cái cây đó nó héo đi đó. Nhưng mà tôi tin như vậy thôi, chứ tôi chưa có thử kỹ điều đó. Mà cái điều cần thiết nhất là mình coi thứ bao giờ mình chết. Rồi mình có thể cái gì đó. Cho nên cái sự học Phật nó có cái tính chất giống như một trò chơi vậy, giống như một sự tìm kiếm, thu hút mình chơi. Cho nên tôi không có chán. Rồi. Thành cái trung ấm này á, mình mỗi lần mình nói một ít mà nó còn nữa, từ từ mình sẽ hiểu, mình sẽ nói cái sự biến chuyển. Bởi vì trong cái ấm thân này, cho nên mình sẽ nói đến khi mà cái sau khi mình rời cái thân nào đó, cái thân đó, thì cái thân mà nó hiện ra đó, nó do cái thức nào mà nó cảm thấy nó có cái thân, và cái lực thu hút, cái nghiệp nào mà nó đưa đi đến vào thai, vào cái thai nhi, hay nó đi đến nó đầu thai làm một con vật, vật ma quỷ. Chứ từ đây mà mình nói cái nghiệp đó nó thành ra con quỷ, nghiệp đó nó thành ra con vật hay này kia, thì mình nói thì dễ. Nhưng mà tôi thì tôi muốn là làm sao mà mình có thể mình tưởng tượng mình thấy trong lúc đó, cũng giống như làm sao mà cái mặt mình nó dữ dằn mà mình có thể trở thành một cái người hung dữ, mình đánh lộn, thì mình phải thấy cái khí chuyển đó. Và tại sao mình thấy mình nhẹ nhàng, mình dễ thương, thì nó cũng thấy đó.
Thì nếu mình biết những cái vô hình mà làm thay đổi cái sức, cái lực, cái sắc bên ngoài đó, thì mình cũng sẽ biết cái gì mà nó làm thay đổi để mình đi đến làm một cái thân vô hình. Thì trong đó mình là gì? Cho nên như vậy á, nó có cái lợi là khi nếu mình làm một trung ấm thân, tức là một cái hồn đó, thì mình sẽ tự biết mình. Chứ thường thường là nó ít có biết nó lắm. Mà nó bị cái lực thu hút của nghiệp đi đến một nơi nào đó để nó đầu thai hoặc nó trở thành ma quỷ hay sao đó. Cho nên mình nghiên cứu cặp cái này thì nó đúng là hơi chậm một chút. Nhưng mà có lẽ là nó chắc chắn hơn, là bởi vì mình lấy cái bản thân mình lấy cái bây giờ này mình sanh ra cái hiểu biết. Cũng như tôi hiểu biết tại làm sao mà cái tay nó mạnh lên, cái tay nó yếu lên, mình yên lại mình coi. Cũng như mình coi tại sao mình thể hiện ra một cái hình tư tưởng. Tư tưởng nó sanh ra, nó cảm giác thì nó rất khó biết. Khi mình chạm tới một cái mình thấy nghe lạnh, chạm tới nghe nóng, nó là giống như cái sức hút lẫn nhau. Mình nắm tay một người nào là mình biết cái độ ấm lạnh thì nó cảm giác, và trong đó nó hợp với cái nghiệp mình thân hay là ghét hay là thù hay là gì nữa. Cho nên nó kết nối cái ngũ ấm sắc thọ tưởng hình thức đó, mà trong tất cả những cái đó là nó tạo nên cuộc sống vui hay là khổ, cuộc sống dài hay là cuộc sống ngắn, tất cả nó đều là cái tính chất. Nhưng mà mình phải hiểu biết cái nguồn gốc của nó thì mình mới xoay chuyển được. Còn mình nói mà mình nói như giống như mà bài thuyết pháp thì tôi thấy cái hứng thú nó ít lắm. Cho nên thôi được rồi. Mình đầu tiên mình cầu nguyện, tức là mình để cho yên, cho nó hạ hết nhiệt đi. Nó hạ hết tất cả tư tưởng mình, nó tan rã tất cả những cái hồi giờ bây giờ nó trống không hết. Dù trong đó mình thấy mình khởi ra cái gì? Cái lòng từ, hay mình khởi ra một cái sự cầu nguyện cho chúng sanh, cho người thân hay cho cái gì? Tự mình thích cái gì thì tự nhiên nó khởi ra bằng cái tưởng và bằng cái lực sực đẩy của cái không gian mở đó. Nhưng mà đầu tiên thì mình xả hết cái hồi nãy vậy đó.